Quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã đến với chương trình hội thảo Beyond Again, tìm lại tuổi xuân ngày hôm nay ạ. Xin kính chúc quý cô chú, quý anh chị cùng tất cả các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Thì chương trình ngày hôm nay là chương trình Beyond Again, tìm lại tuổi xuân. Đây là chương trình đầu tiên và là chương trình độc quyền do Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc Sức khỏe BIMEMO trực thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Sức khỏe Bắc Ninh Trường Thọ đứng ra tổ chức. Thì cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú và các anh chị đã bớt chút thời gian để đến dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Vì đây là chương trình đầu tiên và cũng là chương trình đã được độc quyền, cho nên kính mong quý cô chú và các anh chị chúng ta hãy tắt hết điện thoại, không quay phim ghi hình trong suốt quá trình chương trình diễn ra. Xin chân thành cảm ơn. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một tiết mục hết sức là sôi động để mở màn và cũng như là để hâm nóng không khí của hội trường ngày hôm nay. Xin được giới thiệu chương trình nhảy aerobic dance của nhóm huấn luyện viên cô Kim Cúc, chuyên gia aerobic dance thẩm mỹ, cô Kim Diễm và cô Bích Huyền. Xin chân thành cảm ơn ạ. Tonight.
the cone. Maybe if you want to get it, get it.
cùng nóng bỏng vừa rồi của hai huấn luyện viên của trung tâm BIMEMO. Xin được bật mí với quý cô chú các anh chị là hai vị huấn luyện viên vừa rồi cũng sẽ đồng hành với chúng ta trong hành trình Beyond Again mà chúng tôi sẽ bật mí ở cuối chương trình ngày hôm nay ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu đến với chương trình hội thảo ngày hôm nay, chúng ta xin được phép rất vui mừng và hân hạnh được gặp mặt trước tiên đó là Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Sức khỏe Bắc Ninh Trường Thọ Rich. Thứ hai là Tiến sĩ Y khoa Kỷ lục gia Thế giới, Dr. B. Swaroopraj Chowdhury. Thạc sĩ Bác sĩ Quan Văn Hùng, nguyên chủ nhiệm khoa ung thư Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời hiện đang là chủ nhiệm câu lạc bộ 4T. Tiến sĩ Bác sĩ Đào Thị Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp. Bác sĩ Ngô Văn Huy, trưởng khoa tiêu hóa gan mật của Bệnh viện Pháp Việt. Bác sĩ Phạm Hồng Cường, chuyên khoa nội tổng quát da liễu, giám đốc chuyên môn của Thanh Hải Clinic Skin Care. Bác sĩ Đặng Thị Thanh Hải, giám đốc điều hành của Thanh Hải Clinic Skin Care. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần phát biểu của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Sức khỏe Bắc Ninh Trường Thọ Rich, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh về chương trình ngày hôm nay. Xin kính mời Viện trưởng. Thay mặt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Sức khỏe RIS cũng như là Trung tâm Tư vấn Sức khỏe BIMEMO xin chân thành cảm ơn tất cả các vị khách quý đã dành thời gian trong cái buổi tối ngày Chủ nhật hôm nay để đến với chúng tôi trong chương trình Be Young Again, Hành trình tìm lại tuổi xuân. Cho phép tôi được hỏi là có bao nhiêu người lần đầu tiên đến với BIMEMO ngày hôm nay, xin giơ tay lên ạ. Coi như cũng 1/3, còn lại thì tất cả các gương mặt thân yêu của chúng tôi. Thưa quý vị và các anh chị, trong gần 3 năm qua, khi trung tâm BIMEMO chúng tôi trong quá trình triển khai các chương trình về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thì chúng tôi đã tổ chức được hàng trăm cuộc hội thảo, cũng như là hàng chục khóa học và 15 cái chương trình hành trình 72 giờ khởi đầu chia tay tiểu đường. Trưa ngày hôm nay chúng tôi vừa kết thúc chương trình lần thứ 15 với hơn 40 thành viên tham gia. Và tối hôm nay thì cũng có mặt một số gương mặt thân yêu đã đến với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Thì với một cái mong muốn là làm sao chúng ta có thể giúp được càng nhiều những cái đối tượng khác nhau, những cái thành phần khác nhau và kể cả những vấn đề khác nhau. Thì chúng tôi trong quá trình làm, tôi đã nghiên cứu, đúc kết và tìm ra rất là nhiều những cái cách làm sao để chúng ta có thể chúng tôi có thể phục vụ được nhiều đối tượng hơn. Trong quá trình tôi sống đi công tác thì tôi có quan sát là ví dụ như tôi đi Hàn Quốc, tôi đi các nước châu Âu, tôi đi thậm chí qua Mỹ, thì tôi chỉ thấy một điều là phụ nữ Việt Nam của chúng ta rất là đẹp. Rất là đẹp, đẹp từ hình thể cho đến tâm hồn. Nhưng có một cái sự khác biệt đó là đôi khi chúng ta không có đủ thời gian để chăm lo cho bản thân mình. Rồi vì quá lo toan đến gia đình, đến chồng, đến con, thì đâu đó chúng ta đã bỏ quên mất bản thân mình. Và cũng đã có rất là nhiều cái câu chuyện mà đúng lý ra nó đã không xảy ra trong gia đình nếu chúng ta biết được những cái cách để thương yêu bản thân mà chúng ta vẫn có thể chăm sóc được gia đình mình. Thì tôi thấy một cái điều như vậy và tôi đã nung nấu một cái ý tưởng là làm sao tôi có thể giải quyết được những cái vấn đề này. Có nghĩa là chỉ bằng những cái cách rất là đơn giản, những cái cách rất là tự nhiên mà có thể giúp cho các chị em phụ nữ chúng ta. Dĩ nhiên là cũng có các quý ông nữa, nhưng mà đặc biệt là sẽ là các chị em phụ nữ, để chúng ta có thể có được những cái kiến thức, những cái cách thức rất là đơn giản để có thể tự chăm sóc bản thân mình, nâng cao cái giá trị của người phụ nữ Việt Nam hơn nữa. Thì đó là lý do mà tôi đã xây dựng được cái chương trình là Be Young Again, Tìm Lại Tuổi Xuân. Thật ra thì tôi đã nung nấu cái ý tưởng này gần một năm nay rồi. Và khi tôi nghiên cứu và chúng tôi đã có những cái cuộc khảo sát khoảng trên 200 người, bởi vì cuộc khảo sát cũng ngắn thôi, để
tìm xem thực sự những cái vấn đề chúng tôi sẽ đáp ứng trong tương lai có phải là mong muốn của các cô chú, các anh chị hay không, thì cái kết quả nó rất là đáng khích lệ. Có một cái tỷ lệ là gần 80% đều mong muốn là được chúng tôi đáp ứng, giải quyết những cái vấn đề mà đôi khi nó rất là thầm kín, nó rất là tế nhị. Thì sau khi có được những cái kết quả đáng khích lệ đó thì tôi có trao đổi với lại tiến sĩ Biskrop để chia sẻ cái ý tưởng này. Và lúc đầu thì thật sự tiến sĩ cũng hơi băn khoăn, hơi suy nghĩ là thôi tập trung làm tiểu đường đi, làm thêm những cái thứ khác làm gì. Nhưng mà sau khi thấy tôi nói rằng là tôi có rất là nhiều lý do để tôi mong muốn làm được chương trình này. Thứ nhất là phụ nữ là người trụ cột, gọi là người giữ mái ấm của gia đình. Nếu bản thân người phụ nữ không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy tự tin, cũng như là không cảm thấy rằng tôi đẹp hơn mỗi ngày, thì chắc chắn là cái hạnh phúc của gia đình đó cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Thì chính vì cái sự thuyết phục của tôi trong một thời gian cũng tương đối là thật dài, thì tiến sĩ Biskrop đã đồng ý và cùng tham gia xây dựng nội dung cho cái chương trình Beyond Again mà tí nữa các quý vị sẽ được nghe ông chia sẻ. Có được không ạ? Dạ, rất là tuyệt vời. Và một cái điều mà tôi tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những cái kiến thức y khoa, tâm lý của tiến sĩ Biskrop đã nghiên cứu và cập nhật. Bởi vì đối với ông cũng như bản thân tôi, tất cả những cái gì chúng ta nói ra, chúng ta chia sẻ ra, nó đều phải có cơ sở khoa học, nó đều phải có sự nghiên cứu và sự tìm hiểu. Cho nên là chúng tôi đã có 6 tháng để nghiên cứu tất cả những cái nội dung, xây dựng tất cả những cái chương trình làm sao mà để có thể khi mà đưa ra thì tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng wow, đây là một cái thông tin rất là hay, rất là bổ ích. Và với cái mong muốn làm sao mà giúp cho học viên BMMO cũng như là tất cả các thành viên trong gia đình của họ luôn luôn hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, thì chúng tôi cũng mong muốn là buổi tối ngày hôm nay sẽ là một cái bước khởi đầu cho một cái hành trình trong toàn bộ một cái dự án là hành trình tái tạo cơ thể của chúng tôi, để giúp cho cộng đồng chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Và tôi tin chắc rằng những kiến thức của tiến sĩ Biskrop chia sẻ, đôi khi chúng ta cảm thấy nó hơi mới, nó gọi là có một chút cái suy nghĩ, bởi vì phụ nữ thì thường là rất là ngại ngùng, rất là e thẹn khi mà đề cập đến những vấn đề đó. Nhưng tôi tin chắc rằng sau khi quý vị rời cái hội trường ngày hôm nay, quý vị sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ khác, những cái ý tưởng khác cho cái cuộc sống của bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Có được không ạ? Dạ, rất là cảm ơn. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không mất thời gian để tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay mà quý vị đang rất là mong chờ. Một lần nữa thay mặt Viện Nghiên cứu Ứng dụng Sức khỏe Bách Niên Trường Thọ cũng như là Trung tâm Tư vấn Sức khỏe BMMO, xin chân thành cảm ơn thời gian của quý vị đã đến đây. Dạ. Và không để cho quý vị phải đợi lâu nữa, bây giờ sẽ là phần hấp dẫn nhất, hay nhất của chương trình ngày hôm nay. Đó là phần huấn luyện của tiến sĩ y khoa Dr. Biskrop Roy Chowdhury về hành trình tìm lại tuổi xuân. Xin mời tiến sĩ Biskrop Roy Chowdhury sẽ lên cùng chia sẻ với chúng ta về những bí kíp để chúng ta có thể tìm lại tuổi xuân và tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Mời tất cả mọi người cùng đứng lên và dành một tràng pháo tay để chào đón diễn giả của chúng ta ngày hôm nay ạ. Tiến sĩ Biskrop Roy Chowdhury. Và đồng hành cùng với tiến sĩ Biskrop sẽ là dịch giả Đậu Thị Nhân. Hello, am I audible? Dạ, yeah, mọi người nghe thấy thầy rõ không ạ? Yes. Thank you. I welcome you all to this training on Be Young Again. Xin chào mừng tất cả quý cô chú và các anh chị đã đến với hành trình tìm lại tuổi xuân của chúng ta ngày hôm nay. Thank you. My voice is going at the back. Các anh chị đằng sau nghe có rõ không ạ? Yeah. No. There is some problem. Am I audible there? Bên này nghe được không ạ? Yes. Sure.
No, no, they're saying no. Do something. Am I audible? Các anh chị nghe được không ạ? Yeah. Am I audible? Okay. Okay. Thank you. I'll try to maintain. Xin cảm ơn. In this world, trên thế giới này, everybody want to remain young. Ai cũng mong muốn rằng mình sẽ được trẻ mãi. Nobody want to become old. Không ai muốn rằng mình sẽ già đi cả. But the truth is, nhưng sự thật là we all grow old. Chúng ta đều đang già đi. Here the important thing is, ở đây điều quan trọng nhất là God wants us to live long. Tạo hóa khi tạo cho chúng ta sống ở cuộc đời này. God wants us to live strong. Và tạo hóa muốn cho chúng ta sống khỏe mạnh và trường thọ. God wants us to live for 100 years. Và tạo hóa muốn cho chúng ta sống đến 100 năm tuổi. But by the time we are 30 years. Nhưng mà tới năm khoảng 30 tuổi. Or even 25 years. Hay là 25 tuổi. We become sick. Bắt đầu chúng ta bắt đầu bị bệnh. Our organs started becoming older. Thì tất cả những cái bộ phận nội tạng bắt đầu già đi. Heart disease. Dễ đến bệnh tim. Lung disease. Bệnh phổi. Kidney disease. Bệnh thận. The organs started growing older. Và các cái bộ phận nội tạng bắt đầu già đi. And that means. Và điều này có nghĩa rằng we started growing older faster. Chúng ta đang lão hóa một cách nhanh hơn. But in this situation. Nhưng nếu như vào tình huống này, is it really possible to be young again? Vậy thì có thể nào để lấy lại tuổi xuân không? That means. Có nghĩa rằng if you are 40 at this time. Và nếu như bây giờ mình 40 tuổi. Can we do something? Mình có thể làm một cái điều gì đó. So that within few days. Để chỉ trong vòng một thời gian ngắn. We should look like 30. Làm sao mình quay trở về tuổi 30? We should feel like 30. Và mình cảm giác giống như mình đang ở tuổi 30. We should work like 30. Và mình làm việc ở tuổi 30. Work in the bed also like 30. Vậy mình làm việc và cuộc sống của mình như tuổi 30. Is it possible? Có thể không? The science says. Các nhà khoa học nói rằng it is possible. Điều này là hoàn toàn có thể. It's possible to be young again. Hoàn toàn có thể tìm lại tuổi xuân. Tuyệt vời không ạ? Dành một tràng vỗ tay được không ạ? According to the medical report published in the journal 2013. Đây là những cái thông tin được đưa lên trên tạp chí Lancet vào năm 2013. This report is published by Elizabeth Blackburn. Và đây là những cái bảng báo cáo của bác sĩ Elizabeth Blackburn. She won a Nobel Prize. Và người này đã giành được giải Nobel. Nobel Prize winner. Người đã giành giải Nobel. You also saw her video before we started this program. Và bởi vì mình sẽ cô lúc mấy các anh chị nhớ đầu chương trình là có chiếu về cái cô mà nói về cái trong video clip đấy ạ. They did a medical trial. Và họ đã làm rất là nhiều cái nghiên cứu y khoa. Together with Dean Ornish. Cùng với Dean Ornish. Who is Dean Ornish? Dean Ornish là ai ạ? He is a doctor in White House. Ông ấy là bác sĩ của Nhà Trắng. When Bill Clinton was president. Khi mà thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton còn làm Tổng thống. He was his official doctor. Và ông ấy là bác sĩ chính thức ở Nhà Trắng. When Obama was president. Khi mà Obama lên làm Tổng thống. He was his official doctor. Ông cũng là bác sĩ tại thời điểm đó của Nhà Trắng. When Trump is president. Vậy khi mà Donald Trump lên làm Tổng thống. Dean Ornish is his official doctor. Dean Ornish cũng là bác sĩ ở đó. Tuyệt vời không ạ? So both of them together they proved. Và cả hai người bác sĩ này họ đã kết hợp lại. It's really possible to be young again. Và họ đã làm những nghiên cứu và hoàn toàn có thể quay trở lại tuổi xuân. But interestingly. Và thêm một điều cực kỳ thú vị nữa. It's not with the help of any medicine. Mà quay trở lại tuổi xuân, tìm lại tuổi xuân mà không cần phải dùng thuốc. It's not with the help of any drug. Không cần bất kỳ một viên thuốc nào. I feel it is not that powerful. Can you do something? Hello. I think put it here. Am I audible now? Bây giờ nghe rõ tốt hơn rồi đúng không ạ? She is more audible than me. Hello. Am I audible? Okay. Now it's okay. Now. Yeah. The drug industry. Cái ngành công nghiệp thuốc. They know that everybody want to be young again. Họ luôn muốn, họ biết một điều rằng con người ta luôn muốn trẻ lại. They everybody want their heart to become young again. Và con người ta sẽ làm mọi cách để làm sao để trẻ lại.
There are a lot of medicine for heart disease. Và có rất là nhiều thuốc cho bệnh tim. There are a lot of medicine for kidney. Có rất nhiều thuốc cho bệnh thận. A lot of medicine for blood pressure. Có nhiều thuốc dành cho bệnh cao huyết áp. These medicine give a hope. Và những cái thuốc này nó cho họ một cái hy vọng. That you can live longer. Là mình sẽ sống lâu hơn. You can live stronger. Mình sẽ sống khỏe mạnh hơn. With the help of medicine. Và với những cái thuốc như vậy. But is that happening? Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra? What interesting story. Có một cái câu chuyện cực kỳ thú vị. Just before 1998. Trước năm 1998. One medical trial was going on. Người ta đã tiến hành những cuộc thử nghiệm về y khoa. For a new medicine. Và để phát minh ra một cái loại thuốc mới. The name of the medicine is. Tên của loại thuốc đó là. Sildenafil. 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 The name of the medicine is sildenafil. Yeah, tên của loại thuốc đó là sildenafil. That is a medicine to reduce the blood pressure. Là cái thuốc mà dùng để trị, có nghĩa là hạ huyết áp xuống. As you know, before the medicine launched in the market. Các anh chị biết rằng trước khi cái thuốc này được đưa ra trên thị trường. First, a trial is done on some volunteers. Đầu tiên là thuốc, bất kỳ loại thuốc nào cũng được thử nghiệm trên những người tình nguyện. So the trial was going on. Vậy thế là cuộc thử nghiệm bắt đầu tiến hành. On some volunteers. Trên những người tình nguyện. And after the trial. Và sau cuộc thử nghiệm đó. When the trial was finished. Khi mà cuộc thử nghiệm hoàn thành. The officials. Và những cái nhà. They asked the volunteers. Và những cái nhà mà họ tiến hành cái cuộc nghiên cứu đó, họ mới yêu cầu những người tình nguyện. Return the medicine which is left with you. Hãy trả lại cho chúng tôi cái thuốc mà còn lại sau khi các anh chị đã sử dụng. But interestingly. Và thêm một điều thú vị nữa. Nobody wanted to return the medicine. Không ai muốn trả lại cái thuốc đó. They wanted to take back the medicine to their house. Họ muốn mang cái thuốc đó đem về nhà. The official asked the volunteers. Sau đó những cái nhà tổ chức nó hỏi những người tình nguyện. Why you want to take back the medicine with you? Tại sao lại cứ muốn mang thuốc về nhà nhỉ? After the trial is over. Bởi vì cuộc thử nghiệm chúng tôi đã kết thúc rồi. And it is a medicine for high blood pressure. Mà đây là thuốc dành cho những người cao huyết áp. You don't need it. Mà các anh chị cũng đâu có cần đâu. But the volunteer insisted. Nhưng mà cứ người tình nguyện họ cứ khăng khăng. No, let us take the medicine to our house. Không, cho tôi đi, đem tôi cho thuốc tôi mang về nhà. We want to eat the remaining medicine also. Chúng tôi muốn ăn những cái thuốc, muốn sử dụng cái thuốc đó. The official was surprised. Sau đó những nhà nghiên cứu họ mới ngạc nhiên. Why the volunteer don't want to give away the medicine? Tại sao những người tình nguyện này lại không muốn trả thuốc cơ chứ? Then they found the answer. Và họ đã tìm ra được câu trả lời. When the volunteer took that medicine, khi người tình nguyện đấy họ uống viên thuốc vào, it got the erection. Và the nó tạo nên cái gọi là dương vật nó dựng lên. They started enjoying the sex more. Và như thế thì cái việc mà làm tình nó sẽ thỏa mãn hơn, lâu hơn. So they want to take the medicine every day. Thế là họ muốn ngày nào họ cũng sử dụng cái thuốc đó. So drug company got interested. Thế là các nhà nghiên cứu đó, họ công ty dược đó, họ rất thích về điều đó. And they thought. Và họ nghĩ rằng. Let it not be the medicine for blood pressure. Vậy thì không dùng cái thuốc này điều trị hạ huyết áp nữa. Let it be the medicine for sex. Bây giờ hãy làm một cái thuốc, đúng không ạ, hỗ trợ cho cái việc quan hệ tình dục. And that was the invention of Viagra. Và họ đã tìm ra thuốc Viagra. The best-seller medicine. Một cái thuốc rất là nổi tiếng, đúng không ạ, mọi người đều biết. But don't be very happy. Nhưng mà đừng có vui mừng vội. Because. Bởi vì sao? If you take Viagra for a long term, nếu như các anh chị mà dùng Viagra trong một thời gian dài, it leads to something else. Nó sẽ dẫn đến một cái gì đó khác. Something unusual. Có cái gì đó nó bất thường xảy ra. Something unexpected. Có cái điều mà mình không mong đợi nó sẽ xảy tới. That is known as priapism. Đó là hiện tượng priapism. What is priapism? Priapism là gì vậy? Somebody may like it. Có những người thì họ thích như vậy. Somebody may not like it. Có những người thì họ không thích như vậy. Priapism means. Priapism có nghĩa là. Permanent erection of the penis. Có nghĩa là cái chuyện mà dương cương cứng nó được lâu trong một thời gian quá lâu. So that was the condition. Vậy thì vào cái điều kiện như vậy thì sao? The penis remains erected all the time. Thì có nghĩa rằng dương vật thì nó sẽ xuất tinh thường xuyên, đúng không ạ? Dễ dàng nó bị cái chuyện đó. Just imagine. Vậy thì thử tưởng tượng. How many of you would like this condition? Bao nhiêu người muốn rơi vào tình trạng như vậy? Just imagine. Bây giờ thử tưởng tượng. Your friend comes to your house. Giả sử đi, bạn đến nhà mình chơi.
suffering from priapism. À, mà lại đang bị priapism. He will say, well, what can I do? Xong rồi bây giờ mình phải làm gì bây giờ? It's not my fault. Không phải lỗi của mình. I'm suffering from this disease. Bởi chẳng qua là tôi bị cái này thôi nên tôi mới bị như thế. So funny things happen. À, rất là vui đúng không ạ? But sometimes the things are not that funny. Nhưng mà đôi khi nó cũng chẳng vui một tí nào đâu. Sometimes the things can be dangerous also. Đôi khi như vậy nó cực kỳ là nguy hiểm đấy. Let's try to understand that. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chuyện này. I'll tell you one more story. Thầy thêm một cái câu chuyện nữa. Infamous story of Lorena and John Bobbitt. Một câu chuyện đình đám rất nổi tiếng là Lorena và John Bobbitt. The year was 1983. Vào năm 1983. Lorena Bobbitt, these are the couple, married couple. Đây là một cái cặp đôi đã kết hôn đúng không ạ? Lorena và John Bobbitt. Lorena Bobbitt got angry on his husband, on her husband. Và cô Lorena này rất là tức giận ông chồng của mình tên là John Bobbitt. And when he was sleeping. Và khi chồng của cô ấy đang ngủ. Lorena in anger. Cái lúc này Lorena vô cùng tức giận. Cut his penis. Cắt mất cái dương vật của chồng mình. And took it in her purse. Sau đó cô ấy cho vào cái túi. Drive the car. Sau đó cô lái cái chiếc xe đi. After some time open the window. Sau đó cô tới một cái chỗ nào đó cô mở cửa sổ ra. And threw the penis out of the window. Sau đó cô vứt cái dương vật đó ra ngoài. When the judge in the court. Bắt đầu khi mà người ta phiên tòa được tiến hành. Ask Lorena. Sau đó quan tòa mới hỏi Lorena. Why you were so angry on him? Tại sao cô lại quá tức giận lên trên người chồng của mình như thế? Why you threw the penis out of the window? Tại sao lại đi vứt cái của anh ấy đi vứt ra ngoài? She said. Thì cô ấy nói rằng. That Mr. Bobbitt. Ông chồng của tôi, ông Bobbitt ấy. Within 3 minutes. Trong vòng 3 phút. On the bed. Ở trên giường. His erection goes away. Là sau 3 phút là không còn cương cứng nữa. He remains satisfied. Và anh ấy hài lòng rồi. But I remain unsatisfied. Nhưng mà tôi chưa hài lòng. So if. Và nếu. Your wife is Lorena. Vợ của bạn là Lorena. Don't you think that disease is better for you? Theo các anh chị thì cái này có tốt cho các anh chị không? But here the point I want to make is. Và ý của thầy muốn chia sẻ ở đây là gì? Here there is not the fault of Mr. Bobbitt. Không phải là lỗi là của anh Bobbitt đâu. You will understand after some time here. Và lát nữa thì các anh chị sẽ hiểu thêm về cái phần phía sau. But before that I would like to tell you one more invention. Nhưng mà thầy muốn nói thêm cho các anh chị thêm một cái phát minh. Which will help you to balance. À, để làm sao các anh chị biết cái cách. I just talked about Viagra. Và thầy đã nói đến Viagra. Which helps to increase the size. Thì nó sẽ giúp làm tăng kích cỡ. But if the size remain increased. Nhưng mà nếu như kích cỡ mà nó cứ tăng lên như vậy thì sao? Then one more medicine is there. Thì sau đó người ta sẽ có một cái thuốc nữa. It is in the form of injection. À, giống như nó là một cái hình thức của tiêm vậy đó. Phenylephrine. Là phenylephrine. And this injection, it brings it down. Và khi người ta tiêm cái thuốc đó vào thì nó sẽ làm kích thước nó nhỏ lại. So one medicine to increase the size. Có một cái loại thuốc thì làm tăng kích cỡ nó lên. And another medicine to decrease the size. Còn cái loại khác thì lại làm giảm kích cỡ nó xuống. So the medical science is having the answer. À, vậy thì các cái nhà khoa học họ đưa ra cái câu trả lời. The drug industry is having the answer. Và những cái ngành công nghiệp về thuốc họ đưa ra câu trả lời. But the truth is. Và sự thật là. It is too much dangerous. Và nếu như mà trả lời theo cái cách như vậy thì nó cực kỳ là nguy hiểm. Many people. Rất là nhiều người. Those who had been taking Viagra. Là người mà sử dụng thuốc Viagra. There is a risk. Và họ có gặp cũng nguy cơ. In the middle of the sex. Là đang giữa cuộc ân ái. Heart attack happened. Tự nhiên bị đột quỵ tim. Brain stroke happened. Đột quỵ não. They die. Và họ chết. So that is the side effect of Viagra. Vậy đấy là phản ứng phụ khi dùng thuốc Viagra. So not just Viagra. Và không chỉ là thuốc Viagra. Any drug. Bất kỳ cái loại thuốc nào. Drug for blood pressure. Thuốc dành cho người bị bệnh cao huyết áp. Even diabetes. Thậm chí thuốc cho tiểu đường. Heart disease. Bệnh tim. Any drugs when you take for long term. Bất kỳ cái loại thuốc nào mà mình uống trong một thời gian dài. Even high cholesterol drugs. Thậm chí rằng thuốc mà ở mỡ máu cao, cholesterol cao. They create similar kind of problems. Và nó đều tạo ra những cái vấn đề rất là nguy hiểm. You start getting older very quickly. Và nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta già đi nhanh chóng. So surely. Vậy thì chắc chắn rằng. Be young again is a good idea. Vậy thì tìm lại tuổi xuân là một giải pháp rất tuyệt vời. But to achieve it.
Nhưng mà để đạt được điều đó, it cannot be through any drugs. Không thể dùng bằng thuốc được. It cannot be through any medicine. Không thể sử dụng bất kỳ cái loại thuốc nào được. So let's try to understand from the beginning. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chúng ta hiểu về điều này. When you were born, khi các anh chị sinh ra, God has put a clock inside your body. Tạo hóa đã tạo, có nghĩa là đã cho một cái đồng hồ vào trong cơ thể của chúng ta. And that clock will work for 100 years. Và cái đồng hồ này được quy định là sẽ hoạt động trong vòng 100 năm. Your body is designed. Cơ thể của chúng ta được thiết kế. It is having a clock inside. Có một cái đồng hồ bên trong. And the warranty of the clock is for 100 years. Và cái thời gian của cái đồng hồ này nó chạy là trong khoảng 100 năm. In the same way, cùng cái cách tương tự như vậy, when I bought this clock, khi mà mình có cái đồng hồ này, I asked the manufacturer, khi mà mình mua cái đồng hồ thì mình hỏi cái người sửa chữa, till what time this work clock will work? Và cái thời gian cái đồng hồ này làm việc như thế nào? He said 100 years. Và cái người sửa chữa này kêu đồng hồ này làm được là 100 năm. Now, và bây giờ, in between, ở giữa, if I throw it, và tự nhiên làm thế nào mà mình làm rớt nó, if it meets an accident, có nghĩa là nó đã bị tai nạn đúng không ạ? That is not the fault of the manufacturer. Cái lỗi tai nạn này thì không phải lỗi ở nhà sản xuất. Similarly, tương tự như vậy, when you were born, khi các anh chị được sinh ra, God want you to live for 100 years. Tạo hóa muốn cho mình sống được 100 tuổi. But most of us are not able to live for 100 years. Nhưng mà phần lớn người ta không sống tới được 100 tuổi. One unavoidable circumstance is accident. Và có những người mà vô tình là họ bị tai nạn. So that is one thing that you die before the God wants you to die. Đó là những người mà họ phải chết trước khi mà họ đến cái tuổi, có nghĩa là hết cái cuộc đời của họ. We can't do much about it. Và cái đấy thì chúng ta không làm gì được về điều đó cả. We can call it a luck. Cái đó chỉ là một cái gì đó không may mắn thôi. So need not to think about this. Nên là chúng ta không nghĩ đến trường hợp đó. What are the other reasons? Vậy thì những cái lý do khác. Our life can cut short. Cái cuộc đời của chúng ta có thể là sẽ bị cắt giảm đi, ngắn đi. What are the other reasons? Còn những lý do nào khác? This clock may stop working. Cái đồng hồ này nó ngừng làm việc. And you see there are various gears. Và các anh chị biết là có rất là nhiều cái bánh răng trong đồng hồ. And between them there is something called lubrication. Ở giữa những cái bánh răng đó thường là có những cái dầu bôi trơn. If you don't lubricate, nếu như các anh chị không bôi trơn những cái bánh răng, it will not work properly. Thì nó sẽ làm việc không hiệu quả, không đúng. Or it may not work at all. Và thậm chí đôi khi nó còn không làm việc nữa. Similarly, tương tự như vậy, for the body also, đối với cơ thể của chúng ta, the body needs lubrication. Cơ thể của chúng ta cũng cần phải có những cái chất bôi trơn. The lubrication is the emotion. Cái chất bôi trơn trong cơ thể của chúng ta đó chính là cảm xúc. At every moment how we feel. Cái bất kỳ cái giây phút nào mà bạn cảm giác nó như thế nào đó. We are a collection of organs. Chúng ta liên kết tất cả những cái bộ phận ở trong cơ thể. We have lungs. Ở phổi của chúng ta. We have heart. Tim của chúng ta. We have kidney. Thận của chúng ta. Intestine. Bộ tiêu hóa của chúng so ta có rất là nhiều cái tế bào. It's like an it's like an orchestra. Nó giống như là một cái nhạc trưởng. Orchestra một cái dàn nhạc. Orchestra is a collection of musical instruments. Dàn nhạc đúng không ạ? Nó liên kết các cái bộ phận, nó tạo ra một cái bản giao hưởng. But the master of the orchestra, và cái việc mà cái người điều khiển cái dàn nhạc đó, he gives the sender signal. Và người ta đưa ra những cái tín hiệu. And that becomes a music. Và nó tạo ra được một cái bản nhạc. And if there is no coordination, nhưng mà nếu như không có sự kết nối giữa với nhau, between the musical instrument, vậy nếu không có người mà điều chỉnh nhạc, it becomes a noise. Thì nó sẽ gây ra những cái tiếng ồn. Similarly, tương tự như vậy, all the organ, tất cả những cái nội tạng cơ thể của chúng ta, not only should function properly, nó sẽ không làm việc đúng chức năng của nó. So, but also, và đồng thời, should function in coordination with each other. Và cái sự liên kết nó không chặt chẽ. So that your life could be a music. Thì nếu như mà nó được liên kết chặt chẽ thì nó sẽ trở thành một cái bản nhạc. That happens. Và điều này xảy ra. When you have a positive emotion on a continuous basis. Có nghĩa là khi mà mình ở trong cái cảm xúc tích cực. If the emotion is negative. Nhưng mà nếu như mà mình rơi vào cảm xúc tiêu cực thì sao? Even then all the organ will function. Thì tất cả những cái tế bào nội tạng đó nó vẫn làm việc theo chức năng. But not in coordination. Nhưng mà nó không có sự kết hợp giữa các cái bộ phận này và bộ phận kia. Then the life become noise. Nên là cuộc sống của chúng ta y như là tiếng ồn, về đó nó tạo ra cái tiếng ồn. So
for the body. Vậy thì đối với cơ thể của chúng ta, lubrication is the emotion. Cái chất bôi trơn để cho cơ thể của chúng ta hoạt động tốt, nó chính là cảm xúc. And your emotion depends on your satisfaction. Mà sự cảm xúc lại phụ thuộc vào những cái điều mà chúng ta cảm thấy hài lòng. Satisfaction in life. Chúng ta hài lòng về cuộc sống. And of course, satisfaction in sex. Có nghĩa là chúng ta phải hài lòng về cái việc mà quan hệ tình dục. Otherwise, the brain will have negative emotions. Không thì hoặc là não bộ chúng ta nó sẽ có cảm xúc tiêu cực khác. All the organs together will create noise. Và nếu như chúng ta rơi vào cái cảm xúc tiêu cực thì cơ thể của chúng ta nó sẽ tạo ra những cái tiếng ồn. Then there is a battery here. Và cái đồng hồ thì nó có cái pin. Manufacturer told that it will last for 100 years. Và cái người thọ khi mà sản xuất đồng hồ này nó đưa cho bạn nói là cái đồng hồ này có thể là thọ được 100 tuổi. But every sometime I have to change the battery. Nhưng mà đôi khi mình cũng có thể thay pin nó ra. Similarly, tương tự như vậy. In the body also there are some battery. Cơ thể của chúng ta nó cũng có những cái pin ở bên trong. Our body is made up of cells. Và cái cơ thể của chúng ta nó được tạo ra những từ những cái tế bào. Inside every cell there is a battery. Trong cái tế bào đó thì nó có nhân tế bào. That battery is known as mitochondria. Và trong cái nhân tế bào đó thì nó có cái phần nhỏ hơn đó là thi thể. For some of us. Đối với nhiều người trong số chúng ta. The battery doesn't work. The battery doesn't work. Và cái pin này nó không làm việc. For example, this is a beautiful clock. Ví dụ như đây là một cái đồng hồ rất là đẹp. But the poor battery. Nhưng mà cái pin nó yếu. So this is dead. Thì có nghĩa là nó hết pin thì nó sẽ bị chết. So this is one important factor we have to understand. Vậy thì ở đây có một cái điều mà mình cần phải thêm một chức năng nữa là mình cần phải hiểu. And one more important thing is tempering. Có một thêm một cái điều nữa là nóng máy. If somebody tempers with it. Có nghĩa là ai đó nó làm nhiệt độ nó làm đốt nóng nó. Surely it will get damaged. Thì nó cũng sẽ bị hỏng. You temper with the body by giving it a chemical which the body don't need. Và ví dụ như là bạn cho những cái hóa chất vào trong cơ thể của mình mà cơ thể mình không cần nó. Your body is not designed to take any drugs. Bởi vì cơ thể của chúng ta không được thiết kế để thu nhận thêm bất kỳ cái loại thuốc nào. God has designed your body not to accept any drugs. Và tạo hóa tạo cho cơ thể của chúng ta không chấp nhận bất kỳ loại thuốc nào. That is the reason why. Và đó là lý do tại sao. When you take medicine, khi mà mình uống thuốc vào, it goes in the stomach. Nó vào trong dạ dày. Then the first door. Và cửa cái đầu tiên. It is called liver. Là gan. Liver stops the drugs. Và gan ngăn thuốc lại. And the drugs is thrown out of the colon out of the body. Và cái thuốc này nó sẽ thông qua cái đường ruột nó đi ra ngoài. But the doctor gives double dose. Nhưng mà thường là bác sĩ sẽ cho gấp đôi cái liều đó. So that even if the half the drug is thrown out. Thậm chí là bây giờ là nửa liều của cái thuốc là gan nó có thể xử lý đẩy ra ngoài rồi. Other half will enter the body. Nhưng mà vẫn còn nửa liều nó vẫn vào trong cơ thể của chúng ta. As happens with blood pressure medicines. Vậy thì nó gây ra những cái thuốc nó gánh nặng vào trong cơ thể của chúng ta. Diabetes medicine. Và ví dụ như cái thuốc tiểu đường. After some time. Vào khi một thời gian. Liver learns to stop all the medicine. Và đến một cái lúc mà gan nó ngăn chặn tất cả những cái thuốc vào. But then doctor increase the dose again. Đến lúc mà gan nó đã chặn hết được thuốc thì lúc này bác sĩ lại tăng liều lên. After some time the liver understands to stop even the increased dose. Và thậm chí cũng đến một lúc gan nó cũng hiểu rằng bác sĩ đã tăng cái liều mới rồi. But then the doctor increase the dose even further. Và nó có thể cản được không cho thuốc vào nữa thì thuốc nó không hiệu quả thì lúc này bác sĩ lại cho thêm liều mới. And a time comes. Và cứ như thế. When the body is not ready to accept any medicine. Khi mà cơ thể không còn chấp nhận thuốc nữa, không khả năng kháng cự thuốc nữa. Then the doctor give you injection. Đúng không ạ? Thì lúc này bắt đầu bác sĩ tiêm. Injection is like a thief. Tiêm nó giống như một thằng kẻ trộm. Who is not coming from the door. Nó không có đi bằng cửa chính. It is bypassing the liver. Mà có nghĩa là nó sẽ không thông qua cái ống gan. So you are not designed to consume the drugs. Và chính vì vậy cơ thể của chúng ta không thiết kế để uống từ thuốc từ bên ngoài để nhận thuốc vào trong cơ thể. This clock is designed to have a small battery. Và cái đồng hồ thì nó có cái pin nhỏ được thiết kế có cái pin nhỏ. If I put this electric wire here. Và nếu như mình cho điện vào đây. What will happen to this watch? Thì chuyện gì xảy ra? So we don't know. Thì chúng ta không biết đúng không ạ? But what will happen bad. Nhưng mà nếu như nó quá đúng không ạ? Nó không thích hợp thì nó có thể là tồi tệ, cái đồng hồ này nó sẽ bị hỏng. Now the most important thing here is.
Và điều quan trọng nhất ở đây là the stress. Căng thẳng. It is invisible. Căng thẳng là cái gì mình không nhìn thấy nó được. The stress is the biggest cause. Căng thẳng chính là nguyên nhân lớn nhất of getting old quickly. Khiến cho chúng ta nhanh già. So people get older very quickly. Và con người người ta lão hóa nhanh hơn. When they are in extreme stress. Khi mà họ cực kỳ căng thẳng. You know, you meet someone. Có thể các anh chị sẽ gặp một ai đó. And you see, oh, how he looks so old. Oh, sao mà nhìn, ôi sao mà già thế? One year back he was young. Một năm trước còn rất là đẹp, rất là trẻ. But if you hear his story. Và mình nghe, khi mà mình nghe người đó kể chuyện. You understand in that last one year. Mình biết rằng một năm vừa qua. There had been many emotional problems with him. Người này gặp rất là nhiều cái vấn đề cảm xúc. Here we start. Ở đây chúng ta bắt đầu. Stress is good or bad. Và chúng ta biết rằng, vậy thì stress, căng thẳng nó là tốt hay là xấu? Good or bad? Bad. It looks to be bad. Nhìn có vẻ giống như là nó xấu đúng không? But stress is made by the God. Nhưng mà tạo hóa vẫn tạo cho chúng ta có cái việc là căng thẳng. How can it be bad? Làm thế nào mà nó lại là xấu? Let's try to understand. Bây giờ mình tìm hiểu chuyện này xảy ra. God made stress. Tạo hóa đã tạo cho sự căng thẳng. To protect us. Để bảo vệ chúng ta. When we were living in a jungle. Khi mà chúng ta sống ở trong rừng. Think of her. Bây giờ chúng ta nghĩ về a zebra. Một con ngựa vằn. Happily eating the grass. Con ngựa vằn đang vui vẻ ăn cỏ. Suddenly he hears some noise. Đột nhiên nó nghe thấy một cái âm thanh. He becomes alert. Nó bắt đầu tỉnh thức. That his smell, nose becomes alert. Mũi bắt đầu gọi là tỉnh đúng không ạ? Báo động. Ear becomes alert. Tai bắt đầu tỉnh thức. His eyes also become more alert. Mắt bắt đầu báo động. He could sense there is some danger. Và nó biết rằng sắp có nguy hiểm. That sense is called stress. Và cái nó sẽ tiết ra một cái gọi là căng thẳng. And that alertness. Và chính vì cái sự căng thẳng, cái tỉnh báo động đó. Because body produces stress hormone. Và nó cơ thể của mình nó sẽ tiết ra cái hormone căng thẳng. And that will give him the power. Và nó cho cái con này, đúng không, con ngựa vằn này có một cái sức mạnh. To run. Để nó chạy trốn. Or to fight. Hoặc là nó chiến đấu. And protect himself. Và nó bảo vệ cơ thể khỏi cái kẻ thù. Now if there is no stress. Vậy thì nếu như không có căng thẳng thì sao? What will happen? Chuyện gì sẽ xảy ra? So the blood pressure will not increase. Không có căng thẳng thì huyết áp nó sẽ không tăng lên. Your alertness will not increase. Thì lúc này chúng ta sẽ không báo động, không có tỉnh thức. Imagine. Tưởng tượng. Suddenly you see a snake here. Đột nhiên mình nhìn thấy một con rắn ở đây. If the body do not produce stress chemical. Nếu như cơ thể của chúng ta nó không sản xuất ra cái hormone căng thẳng. You will just wait. Okay, snake is there. Let it bite. Bạn nhìn thấy con rắn mà kêu đây, cắn đi. But if the body releases stress chemical. Nhưng mà nếu như cơ thể của chúng ta có thể sản xuất ra được cái hóa chất. The moment you look at the snake. Thì lúc này mình nhìn thấy con rắn. You'll jump. Ngay lập tức mình phải nhảy, mình. You'll run. Mình phải nhảy lên, mình chạy đi. That happens because there is a stress. Bởi vì điều này xảy ra nhờ có căng thẳng. Really think, do you think that it is bad? Theo các anh chị như thế nó có tệ không? Có xấu không? The stress chemical protects us from the danger. Cái hormone căng thẳng á, nó đang bảo vệ mình khỏi lại nguy hiểm. But in the modern day. Nhưng mà cái trong thế giới hiện đại ngày nay. There are kind of stress. Có rất nhiều loại căng thẳng. From where we cannot run. Có những cái nơi mà mình không chạy được. For example. Lấy một cái ví dụ. We are in the middle of the traffic. Chúng ta đang kẹt xe. Lot of stress. Rất là nhiều căng thẳng. But we cannot run. Nhưng mà chúng ta không chạy được. So that stress if we cannot release. Vậy thì cái căng thẳng đó nó không được phóng ra. That becomes poison. Thì nó chính là chất độc. So and that makes you old. Thì nó khiến cho chúng ta già đi. So stress on continuous basis. Và stress là cái nguyên nhân. That becomes worry, sadness. À, buồn bực nó đến từ những lo lắng. And that becomes illness. Và nó sẽ tạo nên bệnh tật. So we must understand how to get out of stress. Và chúng ta phải tìm cách làm sao để vứt bỏ cái căng thẳng nó đi. In modern days. Trong cái cuộc sống hiện đại. In the city like Ho Chi Minh. Những cái thành phố lớn giống như thành phố Hồ Chí Minh. The kind of society we live in. Và với cái xã hội chúng ta đang sống. Why we are stressful? Tại sao chúng ta lại căng thẳng? One major reason. Một trong những lý do. It is
90% of the stress is because of comparison. 90% căng thẳng là do so sánh. No real reason. Là do sự so sánh. Okay, let me ask you a question. Bây giờ thầy hỏi các anh chị. If something bad happens to your neighbor. Nếu như người hàng xóm của mình ấy gặp phải chuyện gì đó nó xấu. You'll be happy or you'll be sad? Bạn vui hay là bạn buồn? Happy or sad? Vui hay buồn ạ? Somebody happy, somebody sad. Okay, you're honest. Vậy là chúng thực hàng, giữa người vui với người buồn. If something good happens to your neighbor. Nếu như mà người hàng xóm của mình gặp chuyện vui. You'll be happy or you'll be sad? Mình vui hay mình buồn? Let's try to understand. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chuyện này. Imagine here. Bây giờ tưởng tượng ở đây. Suddenly God comes. Đột nhiên Thượng Đế xuống. God comes with a basket of mangoes. Ồ, đem theo rất là nhiều xoài, một giỏ xoài to. God distributes mango to all of you. Sau đó, tạo hóa Thượng Đế đúng không? Phát ban phát mỗi người trái xoài. Each one of you get a mango. Mỗi người giả sử cầm trên tay xoài. Có rồi. Good or bad? Tốt hay xấu, ai cũng có. You're happy. Mình hạnh phúc đúng không? You got something free. Mình được miễn phí mà. But then. Nhưng mà sau đó. You look at your mango. Mình nhìn vào. And you look at the mango of the neighbor. Sau đó mình nhìn vào quả xoài của mình. Mình nhìn sang quả xoài của bạn của mình. Your mango is smaller. Cái quả xoài của mình nó nhỏ hơn. Your mango is having some black spots. Cái xoài của mình nó còn bị chấm chấm đen đen. Your neighbor's mango is bigger. Xoài của bạn mình nó to hơn. It is very clean. Mà lại còn sạch đẹp nữa. Yours is not that clean. Sao của mình sao nó xấu thế nhỉ? You'll be happy or sad? Thì lúc này mình vui hay mình buồn? Very sad. Rất là buồn đúng không? Okay. Okay. Sometimes some people say. Có một số người họ nói rằng. No no, I'm not sad because the neighbor got good mango. Tôi không buồn đâu bởi vì cái người này á là có cái xoài tốt hơn tôi. I'm sad because I got bad mango. Tôi buồn bởi vì tôi có quả xoài nó tệ. Let's solve the problem. Vậy thì giải quyết nó như thế nào? Imagine. Bây giờ tưởng tượng. God collect all the mango back. Bây giờ Thượng Đế gom hết lại xoài này đây. Okay, give back the mango. Bây giờ các bạn anh chị mang xoài đến đây để ha. Put it in a basket. Cho vào trong giỏ. Again distribute the mango. Bây giờ phân lại. Rồi mỗi người trái xoài. This time. Lần này. By chance. Có cơ hội. You get the same mango. Mình lại dính vào cái quả xoài này. But now you look here and there. Nhưng bây giờ mình nhìn sang bạn bè của mình xung quanh. They get the smaller mango. Xoài của bạn mình nhỏ hơn. Very bad mango. Sao xoài tệ thế? Even smelly mango. Sao cái xoài này nó xoài của bạn bị bốc mùi rồi. Much worse than yours. Còn tệ hơn cái xoài của mình. Yours at least you can eat. Xoài của mình ít nhất mình còn ăn được. But they are small and they are having lot of spot and cannot be eaten also. Xoài của bạn mà nhỏ vừa xấu mà lại sắp hỏng không ăn được. You'll feel happy or you'll feel sad. Thì lúc này mình vui mình buồn vẫn là cái quả xoài đó. It is the same mango. Cũng là cùng một quả xoài đúng không? First you feel sad. Đầu tiên thì lại là buồn. And second time you feel happy. Tự nhiên trường hợp hai thì lại vui. Your happiness. Vậy thì cái sự vui của mình. Do not have connection with you. Nó không có một cái sự liên kết nào với bạn. It is a connection with people around you. Và thật ra nó đang liên kết với những người xung quanh. If that is the reason. Và nếu như đó là lý do. It is very difficult to remain happy lifelong. Thật ra nếu đó là lý do thì bạn không thể nào mà hạnh phúc cuộc đời trong cuộc đời này được. Okay, what is the solution? Vậy thì đối với giải quyết như thế nào đây? I will give you a tool. Thầy sẽ cho một cái công cụ. Which will help you. Để giúp các anh chị. Stop worrying. Giảm lo âu đi. As you already know. Và chúng ta biết rằng. Worry is the number one cause of growing old quickly. Và lo lắng là một trong nguyên nhân, đúng không ạ? Khiến cho chúng ta nhanh già đi. So the tool is like this. Vậy thì cái công cụ là như thế này. Do you have a problem? Bạn có đang gặp vấn đề gì không? Answer is no. Câu trả lời là không. Then why worry? Vậy thì lo lắng để làm gì? Okay, let me ask again. Bây giờ thầy hỏi lại nhé. Do you have a problem? Bạn có gặp vấn đề gì không? Answer is yes. Câu trả lời là có, tôi có vấn đề. Can you do anything about it? Bạn có thể giải quyết được nó không? Answer is yes. Câu trả lời là có. Then why worry? Thế vậy thì lo lắng để làm gì? Okay, let me ask question again. Bây giờ hỏi lại một câu hỏi nữa. Do you have a problem? Bạn có đang gặp vấn đề gì không? Yes. Có. Can you do anything about it? Bạn có thể giải quyết được nó không? No. Không.
Then why worry? Vậy thì lo lắng để làm gì? Thank you. So next time when you are worried. Lần sau mình mà lo lắng. Next time when you are sad. Lần sau mà mình buồn bã. Use this tool. Thì dùng công cụ này. You will feel better. Mình sẽ thấy tốt hơn. Why? Because. Tại sao? Bởi vì. If you keep on worrying. Nếu như bạn cứ tiếp tục lo lắng. Something wrong keeps on going in the body. Thì trong cơ thể của chúng ta sẽ có những cái sai lầm, được không ạ? Sẽ xảy ra. And the list is very long. Và nó sẽ kéo dài trong một thời gian. Irregular menstrual cycle in women. Thì đối với người nữ thì sẽ gặp những cái vấn đề giống như kinh nguyệt không đều. Impotency. Nam giới thì sẽ bất lực. Infertility. Vô sinh. Erectile dysfunction. Rối loạn cương dương. Miscarriage. Dễ sảy thai. Early menopause. Và mãn kinh sớm. So you don't want this. Mình không muốn điều đó. But if you are on worry on a regular basis. Và nếu như bạn lo lắng và thường xuyên như vậy. These are things which will happen to you. Thì đây là những cái bệnh sẽ xảy đến với các anh chị. We have to understand. Và chúng ta đều hiểu ra rằng. Let's take one by one. Chúng ta từng cái một. Let me take this first. Ví dụ lấy cái thứ tư. So stress. Vậy thì căng thẳng. Causes erectile dysfunction. Nó gây nên cái tình trạng là rối loạn cương dương. And erectile dysfunction. Và khi mà bị rối loạn cương dương. Causes a lot of stress. Nó sẽ gây ra rất nhiều căng thẳng. So try to understand. Bây giờ mình cố gắng hiểu điều này. We have to stop. Nếu như chúng ta ngừng căng thẳng. At least this part. Ngừng phần này. Now, in this world. Và chúng ta biết rằng trên thế giới. Every 1 in 10 male sometime in their life suffer from erectile dysfunction. Thì có 10 nam trên thế giới thì sẽ có một người bị rối loạn về cương dương, sẽ đến lúc bị rối loạn về cương dương. In this world. Trên thế giới này. 50% of the diabetes patients suffer from erectile dysfunction. 50% những người tiểu đường bị rối loạn cương dương. And same is the figure for heart patients. Tương tự như vậy đối với những bệnh nhân bị bệnh tim. Same is the people for who takes high blood pressure medicine. Tương tự như vậy đối với những người mà uống thuốc hạ huyết áp. And same is true for the people who take high cholesterol medicine. Và đối với những cái người mà uống thuốc hạ mỡ máu cao cũng gặp phải tình trạng như vậy. If you read the warning. Và nếu như các anh chị đọc những cái cảnh báo. Which comes with this medicine. Và kèm theo với cái thuốc đó. It clearly says. Và người ta nói một cách rõ ràng rằng. High blood pressure medicine. Cái thuốc mà dành cho người cao huyết áp. Diabetes medicine. Tiểu đường. High cholesterol medicine. Thuốc cholesterol dành cho người bị cholesterol cao. These all are called as X category drugs. Và có người ta gọi là cái thuốc loại X. What it means? Có nghĩa là gì ạ? It simply means. Có nghĩa là. Patient who take these drugs. Và những người nào mà uống cái thuốc đó. Within 1 year. Trong vòng 1 năm. They will suffer erectile dysfunction. Vậy thì họ sẽ có những cái vấn đề. They will suffer impotency. Và họ sẽ có những cái trường hợp bị bất lực. They will suffer infertility. Và họ sẽ dẫn tới cái việc vô sinh. So all these medicines come under X category. Và người ta gọi là thuốc loại X, được không ạ? So that is a warning already. Và người ta đã cảnh báo rồi. But the doctor will never tell you. Nhưng mà bác sĩ không có nói với các anh chị. And when the patient suffers from erectile dysfunction. Và khi mà bệnh nhân đã rơi vào cái tình trạng rối loạn cương dương. Or infertility. Hay là bất lực. He thinks that it is bad luck. Và người ta nghĩ rằng người ta đang gặp xui. He never understands. Và người này không hiểu được rằng the cause of this is just by taking the medicine on a continuous basis. Nguyên nhân của những cái bệnh đó là do uống thuốc lâu dài. Of course, here we are interested to know the cure. Và chúng ta rất là muốn tìm ra được cái giải pháp để có thể chữa được. So we'll talk of cure today. Chúng ta sẽ tìm ra cái giải pháp trong ngày hôm nay. About 40% of the people by the age of 40 years, they face erectile dysfunction problem. 40% những người ở cái độ tuổi 40 thì có nguy cơ bị rối loạn cương dương. About 65% of the people. 65 người mà 65 tuổi. By the age they are 65 years. Thì 65% những người ở tuổi 65 có nguy cơ bị rối loạn cương dương. In the modern city they face erectile dysfunction problem. Thì lúc này họ bị những cái vấn đề nghiêm trọng. It is a huge problem. Và những cái vấn đề nghiêm trọng thực sự là lớn. But hidden. Và thường là người ta bị giấu. Nobody wants to talk about it. Người ta giấu đi và người ta không muốn đề cập đến chuyện đó. Today we'll talk about the solution. Ngày hôm nay thì chúng ta tìm ra giải pháp. As I told you. Và thầy đã chia sẻ với các anh chị. Sexual dissatisfaction leads to a lot of stress. Cái sự không thỏa mãn trong tình dục sẽ khiến cho chúng ta căng thẳng. And that leads to a lot of illness. Và nó cũng gây ra nhiều bệnh tật.
But why this sexual dissatisfaction? Ủa thế tại sao người ta không thỏa mãn trong tình dục? According to University of Chicago. Và theo như trường đại học Chicago. 1994 report. Và theo cái bảng báo cáo vào năm 1994. Their survey says. Và cái cuộc nghiên cứu đó, cái bảng khảo sát người ta thấy rằng. The men. Người đàn ông. On the bed. Ở trên giường. Only 3/4 of their time. Chỉ có 3/4. They get satisfactory ejaculation or orgasm. 3/4 những người đàn ông ở trên giường họ cảm thấy đạt được cực khoái. And women. Còn đối với phụ nữ. Only 1/4 of the time. Chỉ có 1/4 phụ nữ. They get successful orgasm or satisfactory sex. Trong cái cuộc mà ân ái thì họ cảm thấy đạt được khoái cảm mà thôi. So why so many unsuccessful or dissatisfaction in the sex? Ủa vậy tại sao có quá nhiều những người họ cảm thấy không thỏa mãn? Because our understanding about the sexuality is poor. Bởi vì cái hiểu biết về tình dục của họ quá hạn chế, hạn hẹp. From where we get this knowledge? Ủa thế chúng ta có những kiến thức này ở đâu ra? Knowledge about the sex? Những cái thông tin về quan hệ tình dục ở đâu ra? Most of the time by watching porn movies. Có nhiều người thì họ xem những cái bộ phim khiêu dâm. Or most of the time by seeing the misleading ads. Có thể là bị hướng dẫn cái gì đó nó bị sai. Increase your size. Và làm cái gì đó tăng kích cỡ lên. Interesting thing is. Và có một cái điều thú vị là. Size is having nothing to do with satisfaction. Thật ra thì cái kích cỡ của cái ấy nó không liên quan gì cái chuyện là thỏa mãn trong tình dục. You understand what size I'm talking about? Các anh chị biết là kích cỡ của cái gì thầy đang nói rồi đúng không ạ? Okay, thank you. Okay. So, let's talk about sexual intelligence. Bây giờ chúng ta nói về sách thông minh. So, here there is, it is a natural process already. Đây là một cái cơ chế tự nhiên. But since we got the knowledge from the wrong sources. Và chúng ta phải có một cái kiến thức. We forgot our inner behavior. Chúng ta quên mất những cái hành vi ở bên trong chúng ta. And we try to duplicate. Và chúng ta cứ cố làm. Try to follow. Theo what we see in the porn movie. Và chúng ta làm theo những cái hướng dẫn mà trên cái bộ phim khiêu dâm. There it is seen. Và chúng ta thấy rằng. And man is having sex for 1 hour. Chúng ta coi bộ phim đó thấy cái người đàn ông làm tình được 1 tiếng. But that 1 hour is being the shooting was done for many days. Bạn biết để người đàn ông có thể làm tình được 1 tiếng người ta phải phải diễn cái bộ phim đó nó trong vòng bao nhiêu ngày mới được ra một cái đó. So WHO says. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới nói rằng every day, mỗi một ngày in around the world, khắp thế giới này there are about 100 million sexual intercourse. Có 100 triệu cuộc ân ái. But interestingly, và thêm một điều thú vị nữa, each one of them are unique. Mỗi cuộc ân ái đều là độc nhất. Not physically unique. Không phải là độc nhất ở cái vấn đề thể chất. There are only few ways you can have sex. Chỉ có một số là dễ dàng là về thể chất thì có thể là quan hệ. But when you have sex. Nhưng mà mình để ý khi mà mình quan hệ. It is not just the body. Không phải là chỉ cơ thể của mình. Body and mind both. Mà cả cơ thể và tâm trí nó đều tham gia vào cái cuộc đó. Both are involved. Và hai cái này nó đều kết hợp lại với nhau. Then the outcome of pleasure comes. Thì lúc này nó mới có được một cái kết quả nó đến. As far as body is concerned. Và cái việc mà cơ thể của mình. There may not be many positions of having sex. Và thật ra là có rất là nhiều cái tình huống, cái cách mà để, cái kiểu để mà quan hệ. But as far as mind is concerned. Nhưng mà đối với tâm trí của chúng ta. There can be infinite number of fantasies. Có nghĩa rằng cái việc mà làm tình thì chỉ nó có bao nhiêu giới hạn cho bao nhiêu kiểu thôi. Nhưng mà còn về tâm trí thì nó có thể tạo ra rất là nhiều những cái suy nghĩ và những cái tưởng tượng ở trong tâm trí. Have you ever heard? Các anh chị đã bao giờ nghe thấy? Sometimes your friends sharing with you. Có một bạn nào đó mới chia sẻ với mình. If my girlfriend will know. Nếu như mà bạn gái của mình nó biết được. While having sex with her, what I was imagining. Khi mà mình đang làm tình với cô ấy mà cái gì cái trong đầu của mình đang diễn ra. She will kill me. Thì cô ấy sẽ giết mình mất. So, try to understand. Bây giờ mình cố gắng hiểu chuyện này. Many people. Rất là nhiều người. While having sex. Trong cái quá trình mà họ sex. For example, many women. Ví dụ như là rất là nhiều người phụ nữ. While on bed with husband. Khi mà họ trên giường cùng với chồng của mình. They may imagine someone else. Họ tưởng tượng ra một người khác. But later on. Mà sau đó.
They feel the guilty. Họ thấy mình tội lỗi. They feel sad what I thought. Sao mình suy nghĩ nó như thế thì nó đáng buồn quá. But try to understand. Nhưng mà mình cố gắng hiểu ra rằng it is absolutely normal. Cái chuyện này là hoàn toàn bình thường. Similarly the men. Tương tự như đàn ông cũng thế. While on bed. Khi mà họ trên giường. It is very common. Rất là thông thường. They imagine not just two, three of them. Mà họ không chỉ là hình dung ra một hai cô gái đâu mà có thể ba. And third may not be women all the time. À, có đôi khi cái người thứ ba nó đâu phải là phụ nữ đâu. Try to understand. Cố gắng hiểu điều này. When you fantasize. Khi mà mình đang thăng hoa. What happens? It turns off all the worry. Thì nó sẽ dập tắt được lo âu. And when the worry is switched off. Khi mà lo âu được tắt. Then you can have a successful orgasm. Thì mình sẽ được tận hưởng khoái cảm. Just imagine. Bây giờ mình thử tưởng tượng. In this busy life. Ở trong cái cuộc sống hiện đại. We are full of worry. Chúng ta cực kỳ lo lắng. Full of work. Đầy lo lắng ở trong đầu. Full of tension. Đầy căng thẳng. So in the middle of the sex. Vậy thì trong giữa cái cuộc ân ái như vậy. Just imagine. Bây giờ thử tưởng tượng. A couple in the middle of the sex. Đang có một cái cặp đôi đúng không ạ? The man looks back. Cái tự nhiên cái người đàn ông đang ấy tự nhiên quay lại là nhìn đằng sau. And suddenly see. Đột nhiên nhìn thấy. There is a lion standing there. Ồ, có một cái con sư tử nó đang ngồi ở đó, nó đang đứng ở đó. What will happen to you? What will happen to him? Vậy thì theo các anh chị thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với người đàn ông đó? Do you think that he will be able to perform perfectly? Theo các anh chị thì anh ấy có thể làm tình tốt được không ạ? He'll be turned off. Có nghĩa là lúc này đã bị tắt mất rồi. He'll be switched off. Có nghĩa là bị tắt, dập tắt rồi. That's what is happening in modern days. À, có nghĩa là đấy là cái điều mà thường xảy ra trong cái hiện cuộc sống hiện đại. Of course there is no lion in the bedroom. Thật ra là không phải là có cái con sư tử nó ở trong phòng ngủ. But in the middle of having the sex. Mà trong cái giữa cái cuộc ân ái như vậy. Suddenly the man remembers. Đột nhiên là tự nhiên người đàn ông này nhớ ra. Oh my god, I have to pay that bill. Ôi chết, mình phải trả tiền hóa đơn. So there is a lion in the head. Thế là cái chính là cái con sư tử nó ở trong đầu. What will happen? Vậy thì chuyện gì xảy ra? Turn off. Tự nhiên là tắt hết ham muốn. And then he confuses. Và khi mà người này cảm nhận được cái điều đó. I am having some problem with my body. Thì mình có vấn đề ở trong cơ thể của mình. Maybe I'm going to be sexual dysfunction patient. Có nghĩa là mình đã bị cái bệnh nhân mà nó bị mất cái cảm giác rồi. I must secretly go to the doctor. Thế là mình phải bí mật mình đi gặp ông bác sĩ. And doctor is already ready with lot of drugs and advices. Ồ, bác sĩ thì đầy lời khuyên, đầy thuốc. Even doctors I know. Thậm chí là những người bác sĩ mà phải biết. They give such kind of solution. Và họ đưa ra những cái lời chỉ dẫn giải pháp. Which is unimaginable otherwise. Unimaginable otherwise. Mà mình người ta không thể tưởng tượng ra được luôn á. One new technique came. Khi mà có một cái kỹ thuật nó đến mới. For erectile dysfunction patient. Vậy thì những cái bệnh nhân mà bị những cái vấn đề về rối loạn cương dương. Like a heart transplant. Giống như việc họ phải thay thận hay thay gì đó. Kidney transplant. Giống như là phải thay thận. Eye transplant. Có nghĩa là bị hỏng mắt hay hỏng cái gì đó thì thay, giống như thay mắt. Penis transplant. Nhưng mà lúc này thì nếu mà cái chuyện đấy, cái đấy hỏng thì mình cũng sẽ có thay cái khác đúng không? And then expecting. Và họ mong đợi rằng. The penis from the dead body. Cái của ấy, của cái người chết ấy. If transplant to live man. Nếu như mà được chuyển cho người sống. It will start working. Thì họ nghĩ là nó sẽ làm việc tốt. And that is the reality of current days. Vậy thì nó giống như cái hiện đại này, nó kiểu như vậy. So doctors are already ready. Và bác sĩ luôn luôn sẵn sàng. To become a robber. Thì giống như là robber. Giống như người kẻ trộm hả? Robot. Robber, yeah. Thief. À, kẻ trộm đúng rồi, kẻ trộm. Right. So never ever go there with this problem. Nên là ba không bao giờ đi tới những cái nơi đó khi mà gặp vấn đề. There is a possibility. Vậy thì có một cái tình trạng. Doctor is also suffering from that problem. Và thậm chí là bác sĩ cũng gặp phải những cái tình trạng như vậy. So in India I see. Và thầy thấy rằng. There is an obesity department. Những cái văn phòng mà có những cái người mà bị béo phì ấy. But the head of department. Và các anh chị biết là cái viện trưởng hay là cái chỗ cái ông trưởng của cái chỗ béo phì đó. Himself is obese. Thật ra cái ông trưởng đấy ông cũng bị béo phì. So never go to the doctor. Nên là không có đi gặp bác sĩ. So what to do? Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Here one survey was done. Và khi mà mình thấy
A question was asked. Khi mà cái nghiên cứu nó ra thì người ta mới hỏi rằng. Question about infidelity. Vậy thì trong trường hợp của vô sinh thì sao? That if. Và nếu. The question asked to the men. Và người ta hỏi một cái người đàn ông. If you meet a beautiful girl. Và nếu như anh gặp một cái cô gái rất là xinh đẹp. And if you get an opportunity to have sex. Và trong một cái cuộc nghiên cứu về sự thủy chung á, và nếu như anh gặp một cái người phụ nữ đẹp. And you are assured. Và anh chắc chắn rằng. Nobody will know about it. Không ai biết về chuyện đó. In future there will be no problem related to this act. Tương lai cũng không có điều gì sẽ xảy ra hết. How many of you will go for sex? Thì bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng để quan hệ với người phụ nữ đó? 70% of the men. 70% đàn ông. Say yes, I will go. Nói ok. Đồng ý tôi có thể tiến hành. 10% of the women said yes, we may go. Chỉ có 10% phụ nữ là họ đồng ý là họ sẽ quan hệ thôi. If they are assured. Và nếu như họ chắc. That nobody will know about it. Không ai biết về điều đó. And no consequences or no problem will be there in future. Và không có một cái sự nguy hiểm nào hay là cái vấn đề xảy ra ở tương lai. Now here the question is. Vậy thì có một cái câu hỏi ở đây rằng. Why in men it is 70%? Tại sao đàn ông lại 70% không trung thủy như vậy? Why in women it is 10%? Tại sao phụ nữ chỉ có 10% thôi? And among those women who will say yes. Và trong số những người phụ nữ mà nói có. Why they say yes? Ủa thế tại sao họ lại nói có? Those who say no. Những người mà nói không. What make them say no? Vậy cái điều gì khiến cho họ nói là không? Isn't that an interesting question? Và đây là một câu hỏi cực kỳ thú vị. Try to understand the answer. Chúng ta cùng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. In our brain. Ở trong não của chúng ta. Like a car. Nó giống như có một cái xe. Our brain like a car, there is a brake. À, cái xe thì nó có phải có cái đạp thắng đúng không ạ? Cái phanh. And there is the accelerator. Và có thêm một cái là cái ga đúng không ạ? Which controls. Và nó điều khiển. Whether you will say yes or no. Khi nào mình kêu yes đúng không ạ? Là hoặc là no. Your brain is like a car. Não của mình giống như một chiếc xe. With a brake. Và nó có cái thắng. And an accelerator. Và có cái phanh đúng không ạ? In woman, ga cái chân ga. The brake is more strong. Ở phụ nữ thì cái thắng á, cái phanh nó mạnh hơn. Đúng không ạ? Too many things. Có nghĩa là có nhiều thứ. It's not right. À. They think too many things. Họ nghĩ rất là nhiều thứ. Starting with. Và họ bắt đầu. One brake. Và có nghĩa là bắt đầu khi mà có cái thứ gì đó nó xảy đến thì lập tức họ nhấn phanh. It's not right. Có nghĩa là họ nói rằng cái này nó không đúng. Second brake. Và cái nhấn phanh thứ hai. If I get pregnant. Và nếu như họ nghĩ rằng tôi có thai thì sao? Third brake. Và cái nhấn phanh thứ ba để họ không tiếp tục và họ không có chấp nhận quan hệ. If I get some disease. Vậy thì nhớ mà tôi bị bệnh thì sao? Fourth brake. Vậy thì cái nhấn thứ tư. I'm not interested. Tôi không có thích. Fifth brake. Cái nhấn thứ năm. I need a perfect condition. Và tôi phải cứ ở trong cái tình trạng hay là điều kiện mà nó hoàn cảnh nó đẹp cơ, nó tốt. Perfect light. Phải có đèn nó sáng đẹp. Perfect sound. Phải có cái âm thanh cái gì đó. Perfect weather. Thời tiết nó phải đẹp. If there is some disturbance. Nếu như có một cái gì đó làm sao nhãng. It is switch off. Thì tự nhiên là tôi tắt mất cái ham muốn. For some of the women. Nên là đối với những người phụ nữ. Even for some of the men. Thậm chí là cả những người đàn ông. These are called breaks. Thì mỗi lần mà nghĩ những cái đó nó giống như là việc bạn nhấn cái thanh để phanh để dừng lại. For some men. Nhưng mà đối với đàn ông. There are no brake. Một số đàn ông thì không cần phải nhấn phanh, không có phanh. Only accelerator. Luôn luôn là cứ đạp ga. They look for the slightest of the hint. Cứ giống như là họ chỉ cần có một cái đầu mối nào đó mà nó là ánh sáng nó xuất hiện. Even a woman smiles. Thậm chí là chỉ thấy một cái nụ cười của một cái người phụ nữ nào đó. They push the accelerator. Là lập tức là nhấn phanh, nhấn ga liền. Even some girl unknowingly just touch. Vô tình có một người phụ nữ nào đó chạm vào cơ thể của mình. They are turned on. Thế là tự nhiên là bật cái ham muốn lên. Their accelerator is very strong. Sau đó nhấn ga rất là mạnh. Whenever they look here and there. Khi mà họ nhìn xung quanh đây đó. Their eyes are like x-ray. Giống như là mắt nó bắt đầu đã chưa gì đã nhấn ga rồi. They can look through the clothes. Giống như là họ có thể nhìn xuyên qua áo. Very strong accelerator. Nhấn phanh cực mạnh. They take lot of risk. Vậy thì nhấn phanh cực mạnh cũng sẽ có rất là nhiều nguy hiểm. They have multiple partners also. Và có rất là nhiều partner xung quanh. But for some people.
Nhưng mà đối với một số người, they have good accelerator. Có người nhấn phanh, đạp ga rất là tốt. And very good brake also. Cũng đạp thắng tốt luôn. They are the one. Đó là những người who are in between. Ở giữa. They are the one. Họ là những người who face lot of difficulty. Hả? Who face lot of difficulty. Họ lại gặp rất là nhiều cái khó khăn. They go to bed very quickly. Họ tồi tệ cũng nhanh. Once they are in the bed. Và khi mà họ lên trên giường. They push the brake. Tự nhiên vừa lên giường xong tự nhiên tắt bớt ham muốn. They remind themselves of so many reasons of not doing the act. Họ nhớ những cái vấn đề mà họ chưa có làm. So each one of us. Và nếu như mỗi người trong số chúng ta. Like a car. Giống như chiếc xe. Is having a brake and accelerator. Xe của chúng ta cũng có cái thắng đúng không ạ? Và có cái ga. Which decides our behavior. Và nó quyết định nên hành vi của chúng ta. If you are satisfied with your behavior. Nếu như bạn cảm thấy hài lòng với hành vi của mình. Then it is good. Thì nó là tốt. If not. Nếu không. For example, you have a car. Giống như bạn có một cái chiếc xe. And you are not satisfied with the brake. Nếu như bạn không hài lòng với cái thắng của mình. What you will do? Thì mình sẽ làm gì? You will take it to garage. Và mình phải đem cái xe này đến đi sửa đúng không? To fix the brake. Để cho người ta sửa chữa lại cái thắng của mình. Similarly. Tương tự như vậy. Sometimes I've seen. Và thỉnh thoảng thì thầy thấy rằng. The problem of infertility. Và vấn đề trong cái trường hợp mà không trung thủy ấy. Problem of erectile dysfunction. Và những cái vấn đề về rối loạn cương dương. Problem of dissatisfaction in sex. Và những cái vấn đề mà không hài lòng về cái quan hệ. Can be cured. Có thể chữa được. Just by readjusting accelerator and brake. Vậy chỉ cần điều chỉnh lại cái việc mà cái thắng và cái ga là ok. But that adjustment cannot be happening here. Và nó không thể là bây giờ sửa ngay bây giờ được. But anyway. Nhưng mà dù sao. Next month we'll have a 2 days camp. Tháng sau chúng tôi có hai ngày chương trình được không ạ? Tìm lại tuổi xuân. There we'll have many more activities. Và trong cái trại đó, trong cái chuyến hành trình tìm lại tuổi xuân đó. And you will understand. Thì các anh chị sẽ hiểu ra rằng. In our brain. Trong não của chúng ta. There is accelerator and brake for everything. Thật ra nó có cái ham muốn đúng không ạ? Có cái ham muốn và có cái thăng và cái thắng và cái phanh đúng không ạ? Luôn luôn. And by readjusting that. Và nếu chúng ta điều chỉnh được cái việc đó. We can overcome many problems. Thì chúng ta sẽ vượt qua rất là nhiều vấn đề. But that we can do it only when you are with me for 48 hours. Nhưng mà chỉ khi nào mà đi cùng với thầy đúng không ạ? 48 giờ thì bắt đầu mới chỉnh được. Here I want to say. Ý của thầy muốn nói ở đây rằng failure to achieve orgasm is situational and may not be a mechanical problem. Thất bại trong việc đạt cực khoái là một tình huống chứ không phải là liên quan đến cái vấn đề về cơ học. What I mean to say here is. Ý của thầy muốn nói ở đây là if somebody is not satisfied in bed. Nếu như mà ai đó không hài lòng chuyện giường chiếu. Or if there is some problem he thinks about his erection. Và nếu như họ nghĩ rằng họ có cái vấn đề. It may not be because of the body itself. Vấn đề về cái chuyện rối loạn cơ thể thì không phải là chỉ đơn giản là cái phần cơ thể của họ. Most of the time it has to do something with the mind. Mà đôi khi chúng ta cũng phải làm những cái vấn đề liên quan đến vấn đề về tâm trí. So I call it 3 M of failure. Và thầy nói đến 3 điều dẫn đến thất bại. There are 3 reasons. Có 3 lý do. Why the person may fail in sex? Tại sao người ta lại thất bại trong cái việc quan hệ? The first reason is the mind. Đầu tiên, thứ nhất là tâm trí, tâm trạng. The accelerator and brake. Thì tâm trạng nó có hai, đó là ham muốn và hay là mất hứng, có nghĩa là if the accelerator and brake is not set properly. Và nếu như chúng ta cái ham muốn và cái tắt chúng ta không điều khiển được đúng. In real life what happens? Thì trên thực tế chuyện gì sẽ xảy ra? Accidents. Thì chúng ta sẽ gặp phải những cái tai nạn sự cố. Similarly. Tương tự như vậy. Just by adjusting the brake and accelerator. Vậy chúng ta đang nghĩ về cái việc mà ham muốn và cái việc mà tắt ham mất hứng. One can really solve the problem. Và có một thứ nó có thể giải quyết được vấn đề. Second M means method. À, nó dẫn đến cái việc thất bại. Và cái thứ hai là do phương pháp. Once you're on the bed. Khi mà mình ở trên giường. What to do? Vậy phải làm cái gì? So that may or may not be right. Có thể chúng ta làm đúng hoặc là không đúng. Poor knowledge. Vậy thì ai là người có kiến thức? If it is a poor knowledge. Và nếu như kiến thức của bạn hạn hẹp. Something can be done. Cũng làm được.
And something can be done right now. Có thể là làm được ngay bây giờ. So let's go for it. À, nên là lúc nào thâu nữa thì thầy sẽ chia sẻ thêm về cái chuyện đó. But before I talk about poor knowledge and what we can do right now. Nhưng mà trước khi thầy nói đến kiến thức, được không ạ? Và những cái gì chúng ta phải làm. The third reason. Thì thầy nói đến lý do thứ ba trước. It is the real medical condition. Đó là cái chuyện mà về y tế. For some people. Đối với một số người. In reality, there may be a problem with the body. Trên thực tế là họ có những cái vấn đề về cơ thể. In reality, there is some problem with the organ. Trên thực tế là họ có những cái vấn đề về bộ phận nội tạng trong cơ thể của họ. In that case also, what we can do? Và trong trường hợp đấy thì chúng ta có thể làm gì? We'll understand right now. Bây giờ chúng ta có thể hiểu ở đây rằng. But first, let's understand the method. Vậy thì phương pháp là gì? What in the bed we do wrong? Vậy thì chúng ta đã làm gì sai? I call this result, R-E-S-U-L-T, result. Và thầy tóm tắt lại trong từ result. If you remember this word, và nếu như anh chị nhớ được cái từ này, you cannot be wrong in the bed. Có nghĩa là bạn không có làm sai ở trên giường. What it means? Vậy thì điều này có nghĩa là gì? So, start with T, truth. Bây giờ mình nói đến chữ T, đúng không ạ? Truth, sự thật. The truth is called. Sự thật nói rằng. 3-2-1. Quy luật 3-2-1. The truth of 3-2-1. Quy luật 3-2-1 là sao? If you understand this. Nếu như các anh chị hiểu được điều này, 50% of your confusion will go away. 50%. Yeah, 50% cái chuyện đó có thể giải quyết. And that is. Và đó là. The survey says. Cái cuộc nghiên cứu khảo sát người ta thấy rằng 75% of the men. 75% những người đàn ông. They achieve orgasm. Họ đạt được cực khoái. They achieve ejaculation. Họ xuất ra được tinh. Within the 3 minutes. Trong vòng 3 phút. Within the first 3 minutes. Trong 3 phút đầu. And 81% of the women. 81. Yeah. 81% phụ nữ. To achieve orgasm. Để đạt được cực khoái. They need about 21 minutes. Họ phải cần 21 phút. That is the gap. Vậy thì có phải là có một cái khoảng cách không? So here you see why Mr. Bobbitt failed. Mình biết tại sao ông Bobbitt thất bại không? So he finished by 3 minutes. Bởi vì 3 phút là ông làm xong rồi. This means he had to do for another 18 minutes. Đáng lẽ là ông phải làm thêm 18 phút nữa. But men. Nhưng mà đàn ông. Are not designed. Không được thiết kế. By the God. Theo bởi tạo hóa. To perform for 21 minutes. Để làm được 21 phút không thể. Not even Superman. Thậm chí ngay cả Superman cũng không được. Only in the porn movie it can happen. Chỉ có bộ phim khiêu dâm mới làm được điều đó thôi. So here. Ở đây. If you are among the people who finish within 3 minutes. Dành cho những ai mà 3 phút làm xong. It is nothing wrong. Thật ra thì cũng không có gì là sai cả. It's not your fault. Thật ra là không phải lỗi của họ đâu. Your design, men are designed to perform efficiently. Đấy là đàn ông nó được thiết kế là làm cái chuyện đấy theo cái giờ phút như vậy, mức đó. Men can do everything very fast. Đàn ông không thể làm nhanh hơn được nữa, hình hơn được nữa. Men don't want to waste time. Và không có thời gian hoặc là không thể làm được điều đó. One logic. Một cái logic. But let me talk scientifically now. Bây giờ mình nói đến khoa học. Why this difference of 18 minutes? Tại sao mà hai người đó đạt được cực khoái lại cách nhau 18 phút như vậy? For a simple reason. Một cái lý do đơn giản. God has given. Tạo hóa đã cho. Sexual organ. Và cái bộ phận á mà cái quan hệ tình dục á. Only to women. Là chỉ cho người phụ nữ. You're surprised. Các bạn đang ngạc nhiên đúng không? Let me say it again. Bây giờ thầy nói lại nhé. God has given. Tạo hóa cho. Sexual organ. Cái bộ phận mà làm tình á. Only to women. Chỉ cho người phụ nữ thôi. Let me make you clear. Bây giờ làm rõ hơn nhé. Most of the men will think. Cứ có phần lớn là một số người họ nghĩ. Then what is the penis for? Ồ, thế một số các anh nghĩ. Ủa thế cái của nam giới là làm gì? Đúng không? Try to understand. Bây giờ chúng ta cố gắng hiểu điều này. Penis is having a burden of three work. Cái dương vật của đàn ông á, nó làm ba nhiệm vụ. One. Thứ nhất. Passing urine. Đi tiểu. Second work. Thứ hai. Reproduction. Producing babies for reproduction. Có nghĩa là phóng tinh đấy. Đấy là để cho em bé, đúng không ạ? Xuất tinh. And third is. À, để cho việc sinh sản đúng không? Thứ ba. Enjoying sex. Third. Cái thứ ba mới là cảm
cảm giác được không ạ? Cảm nhận cái việc mà quan hệ tình dục. It is give, God has given three responsibility. Có nghĩa là đối với một của đàn ông ấy, là nó phải chịu ba cái trách nhiệm. To one organ only. Trên một bộ phận mà phải chịu ba trách nhiệm được không ạ? In woman. Còn đối với phụ nữ. One organ. Một bộ phận. Called clitoris. Người ta gọi là âm hộ. Only for enjoyment. Chỉ có nhiệm vụ thích thú thôi. No other work. Nó không làm một cái nhiệm vụ khác. Here the men are confused. Nên là đàn ông bắt đầu bối rối. They don't know what is clitoris, where it is located. Ô, người ta không biết là cái chỗ âm hộ, cái chỗ đấy nó nằm ở chỗ nào. Okay, let me find a way to make you understand. Bây giờ thầy sẽ tìm cách để các anh chị nhìn rõ hơn, các anh chị thấy. Okay. Now. Rồi đây. I don't want to confuse you. Thầy không muốn là các anh chị nghĩ lung tung này, bối rối. Last time. Lần trước. When I had this kind of training. Thầy có cái chương trình tương tự như này này. Next day, the woman was very annoyed. Cái người phụ nữ bắt đầu mới nói rằng. She said. Cô ấy nói rằng. Because of you. Bởi vì thầy. My husband. Chồng của tôi. The whole night. Cả cuộc đời. He tried to find where his clitoris. Cứ suốt ngày tìm nó xem âm hộ. Cả buổi tối luôn ạ, tìm coi xem âm hộ nó nằm chỗ nào. So I don't want to waste your whole night. Thầy không muốn là phải đêm nay mất ngủ để tìm. No. You see, if this is the whole vulva of the woman. Đây là âm đạo của người phụ nữ đúng không ạ? This is the anus, the lower part, anus. Đây là phần cuối đúng không ạ? This part is clitoris. Đây là cái phần gọi là âm vật đúng không ạ? About 1 cm here. Nó chỉ có 1 cm ở đây thôi. And about 2 cm up to here. Chiều rộng nó khoảng 2 cm ở bên này. But need not to measure. Nên là cứ không phải là tối nay về đo đâu nha. Approximately. Đây chỉ cái khoảng thôi. This is the most sensitive part of the woman. Đây là cái phần mà nhạy cảm nhất của phụ nữ. God has made this part. Tạo hóa đã tạo cho cái phần này. Only for enjoying the sex. Chỉ có nhiệm vụ là thỏa mãn cái việc quan hệ thôi. This is the time difference of 3 minutes and 21 minutes. Đó là sự khác biệt giữa 3 phút và 18 và 21 phút. And God has not given this strength. Và tạo hóa không cho cái sức mạnh. To the penis. Đối với dương vật. To work hard for 21 minutes. Để làm thao có thể làm được 21 phút. So then what is the solution? Vậy thì giải pháp là như thế nào? Coming to the next L language. À, tới tiếp theo đó là language, là ngôn ngữ. Language of love. Ngôn ngữ của tình yêu. And language of love cannot be spoken by the penis. Và ngôn ngữ tình yêu thì dương vật nó làm sao mà nói lên được cái ngôn ngữ của tình yêu? It is by the tongue. Mà nó phải dùng bằng lưỡi. In fact. Sự thật. The tongue, if you see the cells of the tongue. Và nếu như bạn để ý cái tế bào của lưỡi á, is very similar. Nó tương tự to the cells of the clitoris. Và cái tế bào của cái âm vật. Almost similar. Hai cái đó là tương tự nhau. So you have to use it more. Nên là phải dùng cái đấy, dùng lưỡi nhiều vào. How? Làm thế nào? This means for 3 minutes. Có nghĩa rằng trong vòng 3 phút you will use this. Mình I mean, phải dùng cái này biểu tượng của cái ấy. Rest of the 18 minute gap. Còn mình làm xong rồi đúng không? Còn khoảng 18 phút. You'll use your tongue. Mình phải dùng lưỡi. Your tongue and the clitoris together. À, dùng lưỡi đúng không ạ? Âm hộ kết hợp, âm vật kết hợp. Here you understand. Và đây mình cần phải hiểu ra rằng. What is sexual organ? Vậy thì cái tế bào, cái bộ phận tình dục nó là gì? Any part of the body can become sexual organ. Bất kỳ cái bộ phận nào nó cũng có khả năng gợi ra được cái tình dục đó. Just imagine. Bây giờ mình thử tưởng tượng. Imagine a girl whom you dreamed of. Và mình nghĩ đến một cái, mình mơ về một cô gái. Who comes to your dream every day? Cái cô gái mà hàng ngày xuất hiện trong giấc mơ của mình. And one day she comes in reality. Oh, và một ngày cô xuất hiện thật ở trước mặt mình. Even the girl touch you on her head. Thậm chí là bây giờ cái người này chỉ cần chạm vào tóc thôi. It will be a turn on. Và là mình bật ham muốn liền. So what I mean to say here is. Ý của thầy muốn chia sẻ ở đây là gì? The whole body is a sexual organ. Cả cơ thể của chúng ta nó có cái khả năng có nghĩa gợi tình được. It depends how you imagine. Quan trọng phụ thuộc vào cái gì bạn tưởng tượng ra. How you fantasize. Cái cách mà mình tưởng tượng ra. So let the tongue do the role. Vậy thì lưỡi nó sẽ làm 18 phút còn lại. So the first 18 minutes. Vậy thì trong 18 phút. For the tongue. Đối với lưỡi. And last 3 minutes. À, 3 phút.
for the penis. Là cho dương vật, đúng không ạ? Together it becomes 21 minutes. Tổng cộng lại được là 21 phút. But need not to take the stopwatch. Và đừng có phải là đúng 21 phút phải canh lấy một cái đồng hồ là hết 3 phút rồi thêm 18 phút. One person. Có một người. He put an alarm. Đặt một cái gọi là đồng hồ báo thức đó. Okay, after 18 minutes, the alarm will bell. Vậy thì hết 18 phút rồi, bắt đầu chuông nó reo lên. I will know 18 minutes over. Sau đó mình biết, à hết 18 phút. So, I'm just giving you an approximate idea. Thầy kêu là chỉ khoảng thôi đúng không ạ? Đưa cho mình một cái biết. Each khoảng. One of us are unique. Bởi vì mỗi một người là nó gọi là độc đáo, khác nhau. But for majority of us. Nhưng mà đo chung lại. This is the modern survey says. Vậy thì người ta theo những cái nghiên cứu người ta thấy rằng. But here also there is some art. Và cũng có một số. When you use your tongue. Trong trường hợp mà khi mà mình dùng lưỡi. After such kind of training. Trong có những cái chương trình đào tạo như thế này. One girl came back. Có một cái cô gái, cô quay trở lại. Complained about his boyfriend. Cô ấy nói về cái người bạn trai của mình. That he uses the tongue. Cái anh này anh ấy dùng lưỡi. As if he want to erase something. Dùng lưỡi giống như là đang erase là giống như là xóa cái gì đó hay sao? Use your tongue. Dùng lưỡi. Like a brush. Giống như là cái bàn chải. You want to make a beautiful painting. À nó đẹp, nó nhẹ nhàng, nó phải cái cọ đó, sorry, cái cọ đó nó nhẹ nhàng. And not in hurry. Đừng có vội. Like a violin. À giống như bạn kéo violon vậy đó. Like a bow. À giống như kéo violon vậy đó. So imagine you're playing a violin. Giống như mình đang chơi violon vậy đó. And your tongue is a bow. Và giống như là cái lưỡi của mình là cái cung á, là cái cây để nó kéo á. And you should not be in hurry. À nên là không cần phải vội. Now comes next is rule. À, tiếp theo đó là chữ U. The rule I told you. The most important thing is. Một cái điều quan trọng ở đây là tongue is mightier than the sword. Lưỡi còn mạnh hơn cả lời nói. So men kiếm sorry, lưỡi còn mạnh hơn cả kiếm. Both men and women. Cả đàn ông và người phụ nữ must use the tongue. Đều phải dùng lưỡi. Mr. Bobbitt. Ông Bobbitt. The man. Người đàn ông này use tongue. Dùng lưỡi for action. Để hành động. Not for speaking. Không phải để nói. But women. Nhưng mà đối với phụ nữ. Use tongue. Dùng lưỡi. For communication. Để giao tiếp. For guiding. Sau để hướng dẫn. Telling what she is liking, what not. Để nói cho người ta biết rằng mình thích cái gì, mình không thích cái gì. Only then it can be a cooperative good outcome. Thì nó mới kết hợp với nhau, mới đạt được cái kết quả mà mong muốn. And the next is the và secret. Từ tiếp theo là bí mật. S stands for secret. Chữ S này chính là chữ bí mật. There is one secret question. Có một cái câu hỏi bí mật. Both men and women. Cả nam và nữ. They reach orgasm. Và họ đạt được cực khoái. But who enjoyed the most? Nhưng mà ai thích hơn? So. Ai thích nhất? Both men and women. Cả nam và nữ. Reach the orgasm together. Đều đạt được cực khoái. But for whom it is more enjoyable? Nhưng mà ai thì cảm thấy thích thú hơn? Nobody knows this answer. Không ai biết câu trả lời cả. Because to know this answer, bởi vì để biết được câu trả lời, you have to experience both of them. Mình phải trải nghiệm là đúng không ạ? Người này rồi trải nghiệm người bên này thì mình mới biết chứ. Only then you can compare. Thì lúc này mình mới so sánh được. But if you want to find the answer, nếu như các bạn muốn tìm ra câu trả lời, the answer is there. Câu trả lời ở đó. In a Greek mythology. Bởi vì trong những cái thần thuyết về Hy Lạp. 800 BC. AT. 800 BC. À, 80 gọi là năm trước, 800 năm trước công nguyên. There was a saint Tiresias. Là đây là một cái vị thần đúng không ạ? Tiresias. And he was cursed by a goddess. Và bắt đầu người này mới có khả năng. And for 7 years he was transformed into a woman. 70 năm thì là trong cái hình dạng của người phụ nữ. First he was a man. Đầu tiên là họ là đàn ông. 7 years he became woman. Sau đó thì chuyển sang and là phụ nữ. He could compare both the experiences. Và chính vì vậy cái vị thần này mới có thể so sánh được là giữa nam và nữ là như thế nào. And he said. Và ông ấy nói rằng that I enjoyed 9 times more when I was a woman. Và phụ nữ thì có nghĩa là cái khả năng cực khoái và họ
cao gấp 9 lần. So of course. Có nghĩa rằng, as I already told you, thầy đã nói với các anh chị, there is an extra sexual organ for the woman. Và bởi vì phụ nữ là có một cái bộ phận, đúng không ạ? Nó có khả năng đạt được cái thỏa mãn để nó làm cái chuyện đấy. That is the basic difference between men and women. Và đó là cái nguyên nhân căn bản, sự khác biệt giữa nam và nữ. But what we learn from this? Nhưng mà những cái gì mà chúng ta học được ở đây là gì? How can we use this knowledge? Và làm sao chúng ta sử dụng được kiến thức này? For our success. Và để thành giúp cho chúng ta thành công. That comes to E. E stands for end. Chúng ta đến chữ E, đó là end, kết thúc. Here we do a lot of mistakes. Ở đây chúng ta làm rất là nhiều cái lỗi mà mắc nhiều lỗi sai. Most of the men they do mistake here. Phần lớn là cái đàn ông ở đây là làm sai. Try to understand. Bây giờ cố gắng hiểu ra rằng. I call it 2 o'clock to 6 o'clock. Thầy nói đây là 2 giờ đúng không ạ? 6 giờ. You see. Bây giờ. When erection happens, it is a 2 o'clock position. Ví dụ như là khi mà dương vật nó dựng lên ở cái mức 2 giờ. And when ejaculation happens. Vậy đúng không ạ? Khi mà cương cứng lên đúng không ạ? Ở cái tình trạng như thế này. It becomes 6 o'clock. Xong rồi nó xuống đúng không ạ? 6 giờ. Turn off. Là có nghĩa là hết rồi đúng không ạ? Là xong. And it takes about 10 seconds. Và nó diễn ra trong vòng 10 giây. All this you are doing for the 10 seconds. Và làm cái chuyện đó, cái đó xảy ra trong vòng 10 giây. But there is a difference. Nhưng mà khác nhau. Men immediately after that 10 seconds. Và đàn ông á, thì nhanh lập tức là đạt được cái 10 giây đó. He jumps out of the bed. 10 giây xong rồi bắt đầu nhảy ra khỏi giường. And forget what he has done. Và quên mất là họ đã làm gì xong. Get busy on the phone and looking for the message or something. Bận rộn với điện thoại hay tin nhắn cái gì đó. That is a mistake. Đấy là lỗi sai. On the other hand, the woman. Còn đối với phụ nữ. Even after the orgasm. Và sau khi họ đạt cực khoái. Which took about 10 seconds. Và với cái 10 giây này. She has the similar feeling for some more time. Và cô ấy còn vẫn còn cái thời gian đạt cực khoái nó lâu hơn. Few more minutes. Vậy còn thêm vài phút nữa. This means for few more minutes. Nên là trong cái vài phút tiếp theo đó. The couple should be hugging and be close in the bed itself. Nên là đôi cặp đôi vẫn nên tiếp tục gần gũi, được không ạ? Why we are talking all this? Tại sao thầy lại nói như vậy? Because we clearly understand. Bởi vì chúng ta rõ ràng hiểu ra rằng. If you are not satisfied on the bed. Nếu như chúng ta không hài lòng chuyện chăn gối. That is a reason of a lot of stress. Vì đó là một trong những lý do khiến cho chúng ta căng thẳng. But by just small understanding. Bởi chỉ có một cái số hiểu biết nhỏ như vậy thôi. We can make it easier and better. Mà chúng ta có thể giúp cho chúng ta mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. We can make it more enjoyable. Chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta và chuyện đó cảm thấy thích thú hơn. But here also precaution. À, và ở đây. One man he asked me, one boy. Có một cái người đàn ông, một người nam á mới hỏi thầy. Doctor, about how much time after that I should be on bed? Thầy ơi, phải bao lâu, có nghĩa là tôi phải ở lại trên giường bao lâu? 5 minutes is okay. 5 phút thì ok. So then he's in the bed and looking for the time. Thì cô là anh ông này lại vặn hồ đúng 5 phút. So you have to be really emotional about it. À, tốt nhất là mình nên cảm xúc và dựa vào lúc đó mình thấy cái hoàn cảnh mà mình điều chỉnh cho phù hợp. So just remembering this word will help you. Vậy thì cái từ này nó giúp được cho mình. But here the most important thing is you. À, nhưng mà điều quan trọng nhất nó nằm ở chính bạn. You for Mr. Bobbitt. Bạn chính là Mr. Bobbitt. What is more important is a fantasy. Vậy thì cái điều mà tưởng tượng nó quan trọng như thế nào? If you are not very much happy with the whole thing. Nếu như mà mình không có hạnh phúc với những cái mọi thứ. As a man you ask yourself one question. Vậy thì mình tự hỏi chính mình. What is the best time? Vậy thì cái thời điểm tốt nhất. What was my best sex in my life? Vậy thì cái thời điểm nào là nghĩa là cái lần mà thỏa mãn nhất ở trong đời của bạn là khi nào? How it happened? Vậy thì nó đã xảy ra như thế nào? What was the surrounding? Cái môi trường xung quanh nó như thế nào? What was the circumstance? Vậy thì trong cái hoàn cảnh như thế nào? Who was the person? Người đó là ai? How it was smelled? Cô ấy cười như thế nào? How it was felt? À, và cô ấy xử lý như thế nào? When you be on that imagination again. Và khi mà mình tưởng tượng lại vào cái tình huống đó. Although that may not be the same person on the bed. Thì có thể là although that imagination may not be the same person on the bed. Có nghĩa là có thể cái chuyện đó nó xảy ra nhưng không có đúng cái người mà mình tưởng tượng. But this fantasy also will support. Nhưng mà cái sự tưởng tượng này nó có thể hỗ trợ cho mình in having a good successful enjoyable orgasm. Nhưng mà ví dụ khi đó thì mình tưởng tượng nó một người khác, đúng không ạ? Nhưng mà những người cái người khác đó nó vẫn hỗ trợ cho mình để đạt được
cái gọi là cái cực khoái và mình thích thú. Similarly for woman, Mrs. Bobbitt. Tương tự như vậy đối với bà Bobbitt. The key important thing is communication. Và cái chìa khóa chính là việc giao tiếp. Any man will like. Bất kỳ người đàn ông nào trong cuộc đời. If the woman communicate very clearly. Nếu như mà phụ nữ biết cách giao tiếp một cách rõ ràng. What she likes, what she do not. Những cái gì cô thích và những gì cô ấy không thích. Lot of confusion can be cleared. Thì lúc này những cái bối rối là sẽ bị biến mất. If you apply some rules of this result. Và nếu mà chúng ta áp dụng theo đúng cái nguyên tắc như thế này. But in some cases. Nhưng mà đối với một số trường hợp. Very small percentage of people. Và cái số mà người cái việc số ít những người. They have real medical problem. Và họ thực sự là đang học với cái gặp những cái vấn đề về y khoa. They have problem with their body. Cơ thể của họ đang gặp vấn đề. Real erectile dysfunction. Và khi này thì cái việc mà họ bị thực sự là rối loạn cương dương. Which I call always 6 o'clock position. Và có nghĩa là luôn luôn ở cái vị trí 6 giờ. They are not able to achieve erection for long time. Có nghĩa là họ không đạt được cái việc cương cứng trong một thời gian. Có nghĩa là không đạt được cái việc đó. Or they are not able to achieve erection at all. Hoặc là họ không thể cương lên được. What, why it happens? Tại sao điều này lại xảy ra? And what is the solution? Vậy thì giải pháp là gì? First, what is the problem? Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu ra vấn đề. Why is the problem? Và giải quyết nó. Tại sao lại có vấn đề? You have to understand. Chúng ta hiểu ra rằng. Like all the organs of the body. Giống như các cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, bộ phận trong cơ thể của chúng ta. There are number of blood vessels in the penis also. Thì cũng có rất là nhiều cái tế bào ở cái phần dương vật. And simple thing happens. Có một cái thứ nó xảy ra. When the man is turned on. Khi mà người đàn ông bật ham muốn. Brain sends a signal. Não sẽ gửi một cái tín hiệu. Brain sends a signal to the PD receptors. There are some receptor here. Não bộ sẽ gửi cái tín hiệu tới thụ thể PDE5. This is a blood vessel. Đây là cái mạch máu. There are blood vessels all over the body. Mà trong cơ thể chúng ta thì có rất là nhiều mạch máu. But the blood vessel which goes through the penis. Nhưng mà cái mạch máu sẽ được gửi não gửi trực tiếp xuống phần dương vật. There are a specific receptor. Và nó sẽ có những cái thụ thể để nhận cái tín hiệu. Signaling system. Và có một cái tín hiệu, hệ thống tín hiệu. Sends a signal. Và não bộ gửi. As a result. Và kết quả. This blood vessel. Cái chỗ mà mạch máu ở chỗ này. They release nitric oxide. Nó sản sinh ra chất nitric oxide. And when the nitric oxide is released. Và khi nó tiết ra được cái chất nitric oxide. More blood flow. Thì có nhiều máu nó lưu thông đến đó. That results in erection. Và nó tạo lên cái việc mà dựng lên. Which you call it 2 o'clock position. Thì nó đạt được trạng thái là 2 giờ. But for some people. Nhưng mà đối với một số người. Brain is not able to send the signal. Não không thể khả năng gửi được cái tín hiệu xuống. Even if the brain is sending the signal. Thậm chí là nếu mà não gửi được tín hiệu. This PDE5 receptor are not accepting the signal. Thì cái thụ thể PDE5 nó không nhận cái tín hiệu đó. As it happens in case of paralysis. Trong trường hợp của những người bị liệt. The man with a paralytic hand. Có nghĩa là một người đàn ông mà bị liệt ở tay. Hand looks normal. Thì tay có vẻ nhìn như bình thường. But he is not able to move the hand. Nhưng mà người này không di chuyển được tay. Because there are receptors in the blood vessel. Bởi vì có những cái thụ thể ở cái phần tay này. Brain is sending signal to the hand. Não bộ nó gửi tín hiệu cho tay. But that receptors. Nhưng mà nó không có nhận. They are not able to produce nitric oxide. Nó không thể sản sinh NO. And the hand is not able to. Chính vì move. Vậy mà tay nó không di chuyển được. So it can happen to any organ. Vậy thì cái này nó có thể xảy ra bất kỳ cái bộ phận nào đó trong cơ thể. If it happens to male sexual organ. Vậy nếu như nó xảy ra đối với cái bộ phận tình dục, bộ phận quan hệ. It is called erectile dysfunction. Thì nó gọi là bị rối loạn chức năng, rối loạn cương dương. And most of the time. Và phần lớn thời gian. The cause. Nguyên nhân. The reason of it. Và lý do cho việc đó. Is the people who take some kind of medicine on a continuous basis. Đó là do bệnh nhân, cái người đó uống thuốc trong một thời gian dài. Medicine for high blood pressure. Thuốc dành cho người bị cao huyết áp. Medicine for diabetes. Thuốc dành cho người bị tiểu đường. Medicine for depression. Thuốc dành cho người bị trầm cảm. Medicine for not getting sleep. Thuốc dành cho những người không mất ngủ. What is the solution? Vậy thì giải pháp là gì? There are two steps to cure. Hai bước để có thể chữa được. If you do these two things. Nếu như mình làm được hai điều này. It will not take more than 3 months. Thì không quá 3 tháng. To correct it. Sẽ sửa chữa được đó. Step 1. Bước số 1. PC muscle activation. Kích hoạt cơ PC. I'll talk about it a little later.
Thầy sẽ nói sau về cách kích hoạt. And step two. Và bước số 2. Telomere enhancing diet. Chế độ tăng cường telomere. TED. Tắt là TED. Let's try to understand this. Bây giờ chúng ta tìm hiểu điều này. Now you understand. Bây giờ các anh chị hiểu ra rằng we are a collection of number of organs. Chúng ta có một cái sự kết nối rất là nhiều cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Whenever any organ is sick, khi mà bất kỳ cái bộ phận nội tạng nào mà nó bị bệnh, one important cause is, thì một trong những cái nguyên nhân imbalance in the hormone. Đó là do mất cân bằng hormone trong cơ thể. For example, in diabetes, ví dụ như đối với người tiểu đường, imbalance in which hormone? Có nghĩa là họ mất cái hormone nào ạ? Thiếu cái hormone nào mất cân bằng cái gì ạ? Insulin. In the same way, theo cách tương tự như vậy, for every disease, đối với những cái bệnh, there is a imbalance in some hormone. À, cơ thể của chúng ta là do mất cân bằng của một số các hormone. And to correct that, và để sửa chữa được đó, doctor give you some medicine, thì bác sĩ sẽ cho các anh chị thuốc. And when you take medicine, và khi các anh chị uống thuốc, it disturbs the natural cycle of sex hormones. Nó sẽ mất cân bằng cái hormone trong cơ thể của chúng ta. This is the natural cycle of the sex hormone. À, và đây là cái biểu đồ các anh chị thấy. But it can be disturbed. Vậy thì nó khi uống thuốc vào thì nó lại làm phá hủy. When you take any kind of medicine. Khi mà mình uống thuốc vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hormone của cơ thể của chúng ta. So what to do? Vậy thì chúng ta phải làm gì? The solution is. Giải pháp. If you can stop taking all kind of medicine. Dừng lại tất cả những cái thuốc mà mình uống. But then what will happen to the heart? Nhưng mà nếu mà dừng lại thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với tim của chúng ta? Your heart is sick. Thì tim của chúng ta nó đang bị bệnh. So you have to cure it. Và chúng ta phải có cách để chữa lành nó. And interestingly, và thêm một điều thú vị nữa, there is a new science. Đây là khoa học mới. Which can cure it. Có thể chữa được. Let's understand the most interesting part of this training. Và đây là cái phần quan trọng nhất trong chương trình của chúng ta. It is a Nobel Prize winning science 2009. Được giành giải Nobel năm 2009. You've seen the video also in the beginning of this work training before the beginning of the training. Trước khi mà chúng ta bắt đầu thì có cái phần video clip chiếu về các nhiễm sắc thể này đúng không ạ? So let's understand in simple way. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một cách rất là đơn giản. Our body is a collection of organs. Cơ thể của chúng ta đó là sự kết hợp của nhờ có những cái cơ quan ở trong bộ phận cơ thể. Organs are made up of cells. Trong cơ quan, những cái nội tạng đó thì có những cái tế bào. And inside the cell, trong tế bào, there is a nucleus. Thì có nhân tế bào. Inside the nucleus, trong nhân tế bào, there is a chromosome. Có nhiễm sắc thể. And inside the chromosome, và trong nhiễm sắc thể, there is something called telomere. Có tên là telomere. Now what is telomere? Vậy thì telomere là gì? It looks like this. Telomere giống như cái đầu the end của nhiễm sắc of thể. Shoelace. Đúng không ạ? Cái đầu của hai đầu của nhiễm sắc thể. You might have seen the video before the start of the beginning of the training. Mình đã xem cái video clip của trước khi bắt đầu chương trình. That video clip was by Elizabeth Blackburn. À, đây là cái biết khám phá của Elizabeth Blackburn. She got the Nobel Prize. Và bà đã được giành được giải Nobel. She got the formula. Và bà đã có một cái how to be young again. Và có cái công thức để làm thế nào mà trẻ hóa. She was explaining like this. Và bà giải thích như thế này. That inside the chromosome. Ở đằng trong của cái nhiễm sắc thể. There is a telomere. Thì có telomere. This is the kind of telomere. Đây là đầu của nhiễm sắc thể chính là telomere. And the length of the telomere. Và chiều dài của telomere. Before you are born. Trước khi các bạn sinh ra. When you were inside the womb, khi mà mình đang ở trong bào thai. It was about 15,000 unit. Vậy thì nó 15,000. 15,000. But when you are born. Nhưng mà khi mà bạn sinh ra. It became the length became 10,000. Thì bây giờ cái tổng cái chiều dài ngày xưa còn 15,000 được không ạ? Thì bây giờ còn 10,000. As you grow big. Khi mà mình càng lớn lên. Like the shoelace. Giống như cái đầu của dây giày đó. It becomes shorter and shorter. Thì cứ càng già đi thì cái đầu của nhiễm sắc thể nó càng nhỏ lại. And when it becomes shorter. Và khi mà nó ngắn lại. It leads to heart disease. Thì nó sẽ gây ra bệnh tim. If the telomere of the heart becomes shorter. Vậy thì nếu như mà bệnh tim là do cái nhiễm sắc thể hai đầu của nhiễm sắc thể nó ngắn lại ở chỗ tim thì nó bị bệnh tim. If the telomere of the heart becomes stronger. Vậy thì nếu mà nó ở đó thì nó bị bệnh tim. Telomere you're not saying?
telomere, they understand. Yeah. Okay. So telomere of the heart becomes smaller. So all the sickness. Vậy thì tất cả những cái bệnh. The causes. Nguyên nhân là. This length keeps on becoming smaller. Do cái chiều dài của cái đầu nhiễm sắc thể telomere nó ngắn lại. And when it becomes smaller. Và khi nó ngắn lại. That organ becomes sick. Thì cái bộ phận đó nó bị bệnh. When it becomes even more smaller. Và khi mà nó càng nhỏ lại. That is the time when person dies. Thì nhỏ đến một cái hết rồi thì lúc đấy là con người ta bị chết. So what is the solution? Vậy thì giải pháp như thế nào? If you can do something. Nếu như mình có thể làm được điều gì đó. To protect this. Để bảo vệ được nó. For that. Thì đối với trường hợp như vậy. Body produce one chemical. Cơ thể sẽ sản sinh ra một cái hóa chất. That is called telomerase enzyme. Chất đó là enzyme telomerase. Yeah. Telomerase enzyme. Yeah, đó là telomerase enzyme. So now you understood. Và bây giờ chúng ta hiểu rằng your age tuổi của bạn is equivalent to length of telomere. Tương ứng với chiều dài của telomere. And when you are born, và khi các anh chị sinh ra, this length was 10,000. Là cái chiều dài này là 10,000. And slowly it becomes shorter. 15,000 và dần dần nó nhỏ lại. Now, how to protect it? Vậy thì làm thế nào để bảo vệ được cái hai đầu của cái nhiễm sắc thể đây, đầu của nhiễm sắc thể? One very big trial was done. Và người ta đã làm một cái thử nghiệm nghiên cứu y khoa rất là lớn. By Elizabeth Blackburn. Và bà Elizabeth Blackburn. And Dean Ornish. Và ông Dean Ornish. Do you remember who các is nhớ Dean không ạ? Dean Ornish là ai? Cái phần đầu tiên mình có đề cập rồi đúng không ạ? Ông làm việc ở Nhà Trắng á. And they showed. Và họ thấy rằng. That 3 months on a comprehensive lifestyle modification. 3 tháng thay đổi lối sống toàn diện. For 3 months. Trong vòng 3 tháng. Under some particular condition. Cho cơ thể của mình nó vào một cái tình huống hoặc là hoàn cảnh đặc biệt. Lifestyle modification. Giống như là chúng ta điều chỉnh cái lối sống của chúng ta. Can increase 30% telomerase enzyme. Thì có thể tăng cái lượng enzyme telomerase lên 30%. And that means repairing of this telomerase damage. Có nghĩa là nó có khả năng khắc phục những sự tổn thất của telomere. And that organ will start functioning perfectly as before. Và cái cơ quan bộ phận nó đã hồi phục giống như trước đây. The heart will function properly. Tim sẽ bắt đầu hoạt động tốt lại. The lung will function properly. Phổi sẽ hoạt động tốt lại. The kidney will function properly. Thận sẽ hoạt động tốt lại. That means. Có nghĩa rằng. In reality, you can be young again. Trên thực tế là bạn có thể tìm lại tuổi xuân. So here, if you go through this detailed medical report. Và nếu như các bạn mà tìm hiểu sâu hơn về những cái nghiên cứu, những cái bài nghiên cứu y khoa như thế này. What we have to do? Vậy thì chúng ta phải làm cái gì đây? So it is very scientific. Vậy cái này nó rất là khoa học. And for some of you it can be very confusing. Có một số người thì có thể là bối rối. I made it very simple for you. Nên là thầy sẽ làm cho mọi người đơn giản để dễ hiểu. And I put it in the next slide. Thầy sẽ cho ở cái slide tiếp theo. So what they say? Và họ nói gì ạ? Can help you in real sense to be young again. Có thể giúp cho bạn gọi là trẻ hóa lại, tìm lại tuổi sinh xuân. The next slide is going to be the most important slide. Nên là phần slide tiếp theo cực kỳ quan trọng. I call it best, BEST. Thầy lấy chữ BEST. The first B is called body clock. Bây giờ làm thế nào để trẻ hóa? Cái nguyên tắc đầu tiên, body clock, đồng hồ sinh học. Do not disturb the body clock. Đừng có tìm cách phá hoặc là làm ảnh hưởng đến cái đồng hồ sinh học của chúng ta. So what is body clock? Vậy thì đồng hồ sinh học là gì? Let's understand. Bây giờ chúng ta phải hiểu đồng hồ sinh học trong cơ thể của chúng ta. Here you see. Ở đây chúng ta thấy rằng. For all of us. Đối với tất cả trong số chúng ta. Inside the body. Trong cơ thể của chúng ta. All the time there is some chemical reaction going on. Thì có rất là nhiều cái phản ứng. Đúng không ạ? Nó hóa chất nó xảy ra bên trong. But there is a fixed timing for every chemical reaction. Vâng, nhưng nó cũng có những cái thời gian để nó có thể là chữa hoặc là sửa chữa những cái ở trong cơ thể của chúng ta. For example. Ví dụ. One chemical called melatonin. Có một cái chất đó là melatonin. It secretion turns off at say 8 a.m. Có nghĩa là lúc 8 giờ thì nó ngừng sản xuất melatonin. But it starts at 9 p.m. Và 9 giờ thì nó bắt đầu sản xuất melatonin. Similarly, the body temperature is lowest at 7 p.m. Tương tự như vậy, nhiệt độ cơ thể thấp nhất là again lowest 7 giờ. At 5 a.m. Cao nhất là 7 giờ.
Và so, nhiệt độ thấp nhất là lúc 5 giờ. Your mood is more alert at say 12 noon. Tâm trạng của bạn tốt nhất vào lúc 12 giờ trưa. So there are many things happen in the body which is having something to do with timing. Vậy thì chúng ta có nghĩa là vào cái thời gian đó chúng ta biết chúng ta phải làm gì? To make you understandable. Để các anh chị có hiểu rõ hơn. For example, all over the world. Vậy thì người ta thấy rằng ở trên khắp thế giới này. Most of the heart attack happens between 6 a.m. in the morning till noon. Phần lớn những cơn đột quỵ tim thường xảy ra khoảng từ 6 giờ sáng đến trưa. But most of the asthma attack happens between midnight and 6 p.m. Còn những cơn hen suyễn thì sẽ xảy ra khoảng từ giữa nửa đêm đến 6 giờ chiều. The most of the onset labor of childbirth happens between 6 a.m. and noon. Phần lớn chuyển dạ trong sinh nở là xảy ra từ khoảng 6 giờ sáng đến trưa. What I mean to say through this slide? Điều mà thầy muốn nói thông qua slide này là gì? Inside there is a timing for everything. Và có nghĩa là cơ thể của chúng ta nó cũng cài đặt cái thời gian để nó làm việc. But as a busy people. Và khi vì chúng ta là người bận rộn. We disturb this timing. Chúng ta cứ phá vỡ nó gây ảnh hưởng đến cái cơ chế đồng hồ sinh học trong cơ thể chúng ta. Sometimes you go to bed at 10 p.m. Có thể bạn lên giường đi ngủ đúng không ạ? Lúc 10 giờ. Sometimes you go to bed at 2 p.m. Có lúc thì lại đi ngủ lúc 2 giờ sáng. Sometimes you sleep very late till 10 a.m. Có người thì lại ngủ sáng dậy trễ đến 10 giờ. Sometimes you don't sleep at all. Có những hôm thì lại không ngủ. Sometimes you have breakfast at 8 a.m. 8 a.m. Có lúc thì ăn sáng lúc 8 giờ. Sometimes you skip the breakfast totally. Có lúc thì bỏ qua bữa sáng luôn. So this disturbs the inner body clock. Có nghĩa là bây giờ mình đang làm như vậy là đang phá vỡ cái việc cái đồng hồ sinh học cơ thể của chúng ta. Every day. Mỗi một ngày. Trying to eat at the same time. Cố gắng ăn vào giờ nào đó thì ăn chọn lựa cái thời gian đúng cái giờ đó để ăn. And trying to sleep at the same time. Hãy ngủ đúng vào cái giờ đó mà. Will help the body. Ăn đúng giờ đó, ngủ đúng giờ đó thì là cái cách để chúng ta giúp cơ thể của chúng ta. To function better. Thì để cho chức năng của chúng ta hoạt động tốt hơn. E stands for exercise. E đây là chính là exercise, tập thể dục. Two kinds of exercises suggested. Có hai loại mà chúng ta cần tập thể dục. Half an hour of aerobic exercise. À, khoảng nửa tiếng tập những cái aerobic được không ạ? What is aerobic exercise? Vậy thì những cái bài tập aerobic là gì? Any exercise where you have to breathe deeply. À, những cái bài tập thêm những cái bài tập hít thở. It can be running. Có thể là chạy này. It can be playing. Có thể chơi cái gì đó nó liên quan cả hít thở vào đó nữa. It can be dancing. Có thể là nhảy múa nữa. And other is PC muscle exercise. Và thêm bài tập nữa là luyện cơ PC. This is very good exercise for the men with erectile dysfunction. Đây là một cái bài tập luyện cơ PC rất là tốt dành cho những người bị rối loạn cương dương. Even for women with infertility, this is a good exercise. Và đối với những người phụ nữ mà vô sinh khó khả năng có con thì người ta cũng nên tập cái bài tập này. Every day you have to do it only for 6 minutes. Mỗi ngày làm tập 6 phút thôi. What is PC exercise? What is PC muscle? Bây giờ cơ PC thì là cơ gì ở chỗ nào? Here you see this is PC muscle. Ở đây các chị nhìn thấy cơ PC. How you understand where is the PC muscle? Làm sao biết là cái cơ PC nó nằm ở chỗ nào? When you release the urine. Khi mà đi tiểu. In the middle of that. Đang tiểu. If you need to hold it. Mình nín lại, mình giữ nó lại. If you need to stop it. Mình ngăn nó lại không tiểu nữa. Then one muscle is squeezed. Thì có một cái cơ nó co lại. That is the PC muscle. Thì đó là cơ PC, đúng không ạ? So now how do PC muscle exercise? Vậy thì thực hành cái bài tập luyện cơ PC là như thế nào? With effort you have to squeeze it. Nỗ lực ban đầu có thể mình co bóp nó lại, bóp nó lại. And then hold it for about 2 to 3 seconds. Giữ nó lại được không ạ? Trong vòng 2 3 giây. As if you are holding the urine. Giống như là mình ngưng tiểu lại được không? Mình giữ nó lại. Then bóp release, nó lại. Then release it again. Sau đó mình thả nó ra. Then again squeeze it for 2 đúng seconds. Đúng ạ? Sau đó mình lại bóp nó lại. Then release it again. Xong lại thả nó ra. Do it for 20 times. Làm khoảng 20 lần. Or do it for 2 minutes. Trong khoảng 2 phút. And 3 times a day. Một ngày là 3 lần. It is said. Và người ta nói rằng doing PC muscle exercise for 3 months. Làm luyện tập cơ PC trong 3 tháng. Gives the same benefit. Sẽ đạt được cái lợi ích giống như
as by taking Viagra the kind of benefit the men can get. Giống như là người mà uống thuốc Viagra họ có thể đạt được. Now the next is sunshine. Tiếp theo đó là phơi nắng. In the modern world, ở cái thế giới hiện đại này, we have lost the sense of sunshine. Chúng ta hình như là chúng ta không thích nắng. We don't think that it is important. Chúng ta nghĩ rằng nắng nó không có quan trọng. It is seen all over the world. Và người ta thấy trên thế giới rằng the places where there is less sunshine, những cái nơi mà người ta ít gọi là phơi nắng, are the places where there are more diabetes patients. Thì ở những cái nơi đó người ta có cái tỷ lệ bệnh tiểu đường cao. Every day, mỗi một ngày, expose your body to half an hour of sunshine. Phơi khoảng nửa tiếng, đúng không ạ? Phơi nắng, ánh nắng nó chiếu vào da cơ thể. In this world, there are some places. Ở trên thế giới này có một số nơi where God has given a lot of sunshine. Tạo hóa cho rất là nhiều ánh nắng. But people avoid it. Nhưng mà mọi người tránh nó. They live in curtain like this. Và họ che những cái rèm cơ thể như thế này. One country I know is Kuwait. I told before also in some of my lectures. À, trong số bài học của thầy, thầy có đề cập đến đúng không ạ? Đất nước Kuwait. You see, this is my photo. Đây là ảnh của thầy đúng không ạ? And this is a Kuwait man. This is a Kuwait man. Đây là hai người đàn ông Kuwait đây. They hide with too much of clothes. Ôi giời, mặc áo che hết kín cả cơ thể. And the woman only the eyes you can see. Cái phụ nữ thì che hết luôn, chỉ còn mắt là nhìn thấy thôi. All the women look same. Nên là khi mà che hết thì hầu hết phụ nữ là giống như nhau. Everything is covered. Ai cũng bao phủ hết quần áo đúng không ạ? Mặt hết chỉ còn để hai đôi mắt ra thôi. They do not get the sunshine. Họ không có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng. Even if in their country there are a lot of sunshine. Và mặc dù cái đất nước đó là có rất là nhiều ánh nắng mặt trời. They are very sick also. Và ở nơi đó thì con người ta cũng bị bệnh. This is the most important. Và đây là cái cực kỳ quan trọng. Smile. Nụ cười. Laughter. Cười lên. When you laugh. Khi mà các anh chị cười. Something happens. Thì sẽ có điều xuất hiện, sẽ xảy đến. Some change happens inside the body. Sẽ có những cái sự thay đổi bên trong. What changes happens? Vậy thì những cái thay đổi bên trong là gì? You will understand. Các anh chị hiểu ra rằng. When you laugh actually. Khi mà mình cười thực sự. Okay, now let's do one exercise. Bây giờ mình làm một cái bài tập nhé. Stand up. Rồi mình đứng lên đi. À. Đúng rồi, đứng và cười á. I call it a laughter therapy. À, thầy gọi là liệu pháp nụ cười. You have to laugh with no reason. Cười mà không cần lý do. But how to do it? Làm sao mà làm được? Làm thế nào đây? Step one. Bước số 1 tuyệt vời đấy. Step one. Bước số 1. You have to deep breathe in. Hít thở sâu. And when you breathe out, khi mà thở ra, you have to say ha. 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 Again deep breathing. This time say two ha. 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 But next time you have to say many ha. Lần sau nhiều chữ ha hơn. Ha. 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 Then next time. Ha. 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 Okay, now one part. Second is. Cái thứ hai. Now you know how to laugh. Bây giờ biết cách cười rồi ha. You have to create a situation. Bây giờ mình phải tạo ra cái tình huống, huống để buồn cười. Hold the phone. Bây giờ mình cầm giả sử cầm cái điện thoại lên tay. Imagine somebody is talking to you. Tưởng tượng cầm lên tay lên á, tưởng tượng là có ai đó đang nói chuyện với mình. Your wife or boss is calling you. À, có thể là vợ mình hoặc là sếp mình gọi cho mình. But you are laughing. Nhưng mà mình cười. Okay. Okay. Now. Another laugh. This is my favorite laugh. À, đây là cái điệu cười thích của thầy. You have to shake hand. Bắt tay à? And you look at the face. À, bây giờ mình nhìn vào một cái người mặt mặt. And laugh at the face. Cười vào mặt họ. Đôi đôi mình quay sang người bên cạnh mình cười, cười đó, cười đó. One more laugh. Bây giờ thêm nữa. Imagine any stressful situation. Bây giờ mình tưởng tượng ra một cái tình huống rất là căng thẳng. For example, lấy một cái ví dụ. Oh, you got a big
bill of train card. Bây giờ mình có một cái hóa đơn, một tiền điện thoại. The bill of credit card is in your hand. À, đúng, tiền thẻ tín dụng của mình ấy. Bây giờ mình cầm nó lên trên tay. Unexpected huge amount. À, rất là nhiều. Hold it in your hand. Cái số tiền mà hóa đơn nó tiền nó rất là lớn. And now laugh. Mình cười vào mặt cái hóa đơn. Okay. Thank you. Rồi, xin cảm ơn các chị, mời các chị an tọa. Chúng ta dành một tràng pháo tay cảm ơn thầy đúng không ạ? Now, it had been already about 4 minutes, 5 minutes you had been laughing. Khoảng vài phút thôi, 4 5 phút chúng ta cười. Something unusual happened in the body. Thì có cái sự xảy ra trong cơ thể, thay đổi trong cơ thể của chúng ta. On the first minute of laughing. Một phút cười. Hormonal balance started. Cân bằng sản xuất hormone. On the second minute of laughing. Cái giây phút cười thứ hai. Happy hormone started producing. Bắt đầu cái hormone hạnh phúc được sản sinh ra. Stress hormone started reducing. Thì cái hormone căng thẳng được giảm bớt. On the third minute of laughing. Ở cái cười thứ ba phút. All kind of physical pain started reducing. Thì bắt đầu những cái cơn đau nó bắt đầu giảm. On the fourth minute of laughing. Ở cái giây phút cười thứ tư. Blood pressure started becoming normal. Bắt đầu ổn định huyết áp. On the fifth minute of laughing. Ở giây phút cười thứ năm. Blood sugar and digestion improved. Giảm đường huyết đúng không ạ? Và tăng cường hệ tiêu hóa. And on the sixth minute of laughing. Và cái giây phút cười thứ sáu. Both sides of the brain started working better. Kích thích hai bán cầu hoạt động tốt hơn. So every day. Mỗi một ngày. Of your life. Trong cuộc đời. Spend at least 6 minutes. Tối thiểu đúng không ạ? Cười 6 phút. Laughing for nothing. Cười không vì lý do gì cả. Cứ cầm điện thoại lên giả vờ nói chuyện với ai đó cười. 6 minutes for laughter. 6 phút đúng không ạ? Cười với người vô hình trong điện thoại. And 6 minutes for PC muscle exercise. Và 6 phút luyện tập cơ PC. These two will work really well. À, hai cái này rất tốt. And the tea. T. Telomerase enhancing diet. À, chế độ ăn tăng cường telomerase. The kind of diet. Cái chế độ ăn. Which can help you. Giúp cho các anh chị. To protect the telomerase. Để bảo vệ cái telomerase. And to recover you. Và để hồi phục các anh chị. From heart disease. Khỏi bị bệnh tim. Kidney disease. Có nghĩa là hồi phục lại những cái bệnh về thận. Even some kind of cancer. Thậm chí ngay cả ung thư. Some kind of tumor. Có những cái u bướu. Within 3 months. Trong vòng 3 tháng. As is said by that Nobel Prize winning science. Là được giành giải Nobel bên trong. Telomerase enhancing diet. Và khi mà ăn tăng cường cái chế độ telomerase. Can help a person. Có thể giúp cho một người. Cure all the problem of the organ. Thì có thể giúp cho con người ta là and sửa lại những cái bộ phận mà nó đã bị hủy hoại bị hỏng. Within 3 months. Trong vòng 3 tháng. The person can look. Thì con người ta có thể trông. Younger by 10 years. Trẻ hơn 10 tuổi. Energetic by 10 years. Đúng không ạ? Năng lượng hơn. So 10, this diet. 10 tuổi. Theo cái chế độ này. Was in the medical history. Ở trong lịch sử về y khoa. Many scientists. Có rất nhiều các nhà khoa học. Reported about this diet. Và họ cũng đã có rất là nhiều cái bài báo cáo về chế độ ăn. In the China study also. Đó là nghiên cứu từ China study. In 2005. Năm 2005. DASH diet. Chế độ ăn DASH diet. In 2001. Năm 2001. Finland study. Phần nghiên cứu Phần Lan. In 1992-97. Năm 1992 đến năm 1997. British MRC study. À, nghiên cứu Anh MRC. 1985. Năm 1985. Pritikin experience. Pritikin experience là một cái thí nghiệm. So this trải nghiệm. Diet for last 100 years. Và người ta đã những cái chế độ ăn này nó đã trải qua 100 năm rồi. Many scientists. Và rất là nhiều nghiên cứu các nhà khoa học. They rediscovered it. Và họ đã khám phá được điều đó. And they wrote in the medical journal. Và họ viết những cái thông tin đó những trong những cái tạp chí y khoa. But from the medical journal. Và từ cái tạp chí y khoa đó. It did not came to the common mass. Nhưng mà thường là không được đưa cho tới cộng đồng.
So what is this telomerase enhancing diet? Vậy thì cái chế độ ăn mà tăng cường telomerase là gì? The conclusion, the last 3-4 minutes of my training. À, và đây là cái phần cuối trong chương trình đào tạo của thầy. This is called TED. Vậy đây là cái chế độ ăn TED. Telomerase enhancing diet. À, chế độ ăn tăng cường telomerase. If anybody is suffering from any disease. Nếu như ai đó mà bị bất kỳ một cái loại bệnh nào đó. Whether a lung disease. Hay là bị phổi. Or a heart disease. Hay là bị tim. Or any kind of cancer. Hay là bất kỳ một cái ung thư nào. Or a diabetes. Hay là bị tiểu đường. Any kind of tumor. Hay bất kỳ cái u bướu. Or asthma. Hay là bị hen suyễn. This is the diet. Thì đây là cái chế độ ăn. Which works on the telomere. À, nó làm việc cho giúp cái telomere. And cure the organ. Và chữa được cái tế bào đó ở bộ phận nội tạng đó. It brings result in 3 months. Và nó để đạt được kết quả này cần phải có ít nhất là 3 tháng. But it takes about 3 minutes to understand. Nhưng mà chúng ta chỉ cần 3 phút để chúng ta hiểu thôi. Step 1. Bước số 1. Your body weight. Chúng ta lấy cân nặng của cơ thể. Let's say you are 50 kg. Ví dụ bạn nặng 50 kg. Into 20. Nhân với 20. It becomes about 50 kg into 20. Là 50 nhân 20 là bao nhiêu? 1000. 1000 gram đúng không ạ? Có nghĩa là 1 kg đấy. 1000 gram. 1000 gram. About 1 kg. Khoảng 1 kg bằng 1 kg. For example in my case. Ví dụ như thầy. Let's say my body weight is 70 kg. Giả sử thầy nặng 70 kg. Into 20. Thầy nhân 20. That is 1400 grams. Là ra 1400 gram. That means 1 kg and 400 grams. Thì khoảng là 1,4 kg. So step 1. Bước 1. This much quantity of raw plant diet. Đây là ăn đúng không ạ? Rau củ quả tươi sống là lượng mà mình cần ăn. So step 1. Bước số 1. You have to calculate what quantity of raw plant diet I have to consume. Mình phải tính ra được cái lượng rau củ quả tươi sống nào mình cần ăn là bao nhiêu. That is clear with this formula? Cái này công thức này đầu tiên dễ chưa? Rồi step, ha. Step 1 is clear? Bước 1. Per day, every một day. Một ngày, được không ạ? Cho một ngày ạ. If you eat in this way. Và nếu như ăn theo cách như thế này. That food will work to cure the telomerase. Thì cái thức ăn này có thể giúp cho mình chữa được không ạ? Khôi phục lại cái telomerase. Step 2. Bước số 2. It is called color coding diet. Là tỷ lệ màu sắc trong bữa ăn. It is like traffic signal. Nó giống như đèn ăn, giống như đèn giao thông vậy đó. Nó có nhiều màu. It is in 3 parts. Nó chia làm 3 phần. Green. Màu xanh. And yellow. Màu vàng. And red. Và màu đỏ. One part is green. Cái phần đầu tiên là màu xanh. Which is 1/3 of the total thing. Có nghĩa là 1/3 là ăn những cái rau củ màu xanh, đúng không ạ? And 2/3 is other color. Còn lại là 2/3 còn lại là ăn màu khác, đúng không ạ? Hai màu còn lại. Not just red and yellow. Thật ra là có thể đỏ vàng. Even white and orange also. Có thể trắng hay là cam thì đó cũng được, đúng không ạ? Đấy là những cái màu sắc khác nhau. Step 1 you have understood. Bước 1 mình đã hiểu. That about this much quantity of food you have to eat. Là cái lượng mà rau củ quả tươi sống mình ăn vào bao nhiêu. But in that what we should eat and how much quantity? Vậy thì mình ăn nhiều như thế nào? Use this formula. Vậy mình theo cái công thức mà màu gì, đúng không ạ? Mình chia nó ra. For example. Lấy một cái ví dụ. Let's say a person is 50 kg weight. Ví dụ một người nào đó nặng 50 kg. So how much gram of food he has to eat? Thì tổng số gram mà rau củ quả trái cây họ ăn vào là bao nhiêu ạ? 1 kilo. À 1 kg đúng không ạ? Nhân với 20 nó ra 1 kg. Now 1/3 of 1 kilo. Vậy thì 1/3 của 1 kg. How much is 1/3 of 1 kilo? 1/3 của 1 kg là bao nhiêu? 330 grams of green color food. Vậy thì trong đó là 330 gram nó sẽ là bao gồm lá xanh, đúng không ạ? Và những trái cây đậu xanh. 330 gram of green color food. Đúng không ạ? Khoảng 330 gram rau xanh. Why green? Tại sao phải là màu xanh? The green is, you know, called chlorophyll. Màu xanh nó có chứa chất diệp lục. And the chemical structure of chlorophyll. Và cái cấu trúc của cái diệp lục is very similar to your own blood. Thì giống như cái cấu trúc của máu của chúng ta. So every day. Nên là mỗi ngày. You have to eat. Chúng ta phải ăn. A 50 kg person have to eat. Đối với người mà cân nặng 50 kg.
330 grams of green food. Ăn khoảng là 330 gram đồng rau củ màu xanh. But in the 300 grams of green food, và trong 330 gram rau củ màu xanh, one third should be only leaves. Thì 1/3 là những rau lá nó màu xanh, được không ạ? Trong đó thì 1/3 là rau lá xanh. And 2/3 could be other green food. Còn 2/3 là còn lại là những cái rau củ màu xanh khác. 1/3 is leaves. Yeah, 1/3 là lá, được không ạ? Rau lá. What is the 1/3 of 300 grams? 1/3 của 330 gram là bao nhiêu? 100. About 100 grams. Khoảng là 100 bao nhiêu đó, đúng không ạ? 110 mấy nữa, 100 nhiêu. So how you'll design it? Vậy thì mình thiết kế cái chế độ ăn như thế nào? Here you see. Ở đây chúng ta thấy rằng the green leaves. Rau lá xanh. About 100 grams. Yeah, 100 gram. And other green food. Còn lại là màu xanh khác. Any food which is green in color. Có nghĩa là những cái loại thực vật, đúng không ạ? Màu xanh khác. How many grams? Bao nhiêu gram còn lại? Khoảng 200 mấy đúng không? 200. Assuming the person is of 50 kg. Đây là giả sử cho một cái người nặng 50 kg. So like this is green. Đây, ví dụ như ăn ớt chuông màu xanh, đúng không ạ? Rau củ màu xanh. You will not eat this part. Nhưng mà cái phần cuống này không phải không ăn nha. So this part you should not calculate. Nên là không tính cái những cái phần cuống hoặc những phần mình không ăn, đúng không ạ? Phần rễ, phần gốc thì nó bỏ đi, chỉ có lấy cái phần mình ăn để tính trọng lượng cơ thể thôi. This để is green. Tính thôi. Yeah. But you have to first peel it off. Màu xanh đúng không ạ? Có thể là mình sẽ gọt vỏ đi, có những cái mình cần gọt vỏ. Only then you measure. Lưu ý rằng cái khi mà mình gọt vỏ hoặc mình đã rửa sạch để cho ăn rồi mình mới bắt đầu cân. This will not come as green. Cái này thì không hoàn toàn là màu xanh. Because it looks green. Nhìn có vẻ là màu xanh. But this part you don't eat. Nhưng mà phần này đâu có ăn đâu. So if this part will come under colorful side, this side. Phần này nó nằm ở trong màu khác, được không ạ? Now here also. Ví dụ trái cây. This is looking outside green. Cái này nhá, nhìn ở bên ngoài thì có vẻ là màu xanh. But what you eat is not green. Nhưng mà cái gì á mình ăn, đúng không ạ? Cái này ăn nó đâu phải là màu xanh. So that will come here. Thì nó lại chuyển sang bên này, đúng không ạ? Tính là cái mình ăn nó màu gì á, chứ không phải tính nhìn cái vỏ. For example, banana. Ví dụ như chuối. Will it come in green or not? Cái này có phải là xanh hay không ạ? No. Không phải. Nó không phải thuộc nhóm xanh. So you have to decide. Mình tính ở bên trong nó, mình ăn cái màu ở bên trong á, nên mình thiết kế. Every day I have to eat 300 of greens, 300 grams of greens. 300 gram là ăn rau màu xanh, rau lá màu xanh. And about 650 grams of other color food. Còn lại là 600 bao nhiêu gram đó là ăn những màu sắc khác nhau. It can be fruits. Có thể là trái cây. It can be vegetable. Có thể là rau. What is important is color. À, cái màu, được không ạ? Quan trọng là màu của nó. Very interesting. Rất là thú vị. For every color food, bất kỳ cái gì nó có màu sắc khác nhau. There is a different variety of vitamins and minerals. Bởi vì những cái màu sắc khác nhau thì nó có những cái vitamin và khoáng chất khác nhau. But if you take the food in this way, và nếu như mình ăn theo cái chế độ ăn như thế này, so it is a combination of all the nutrients your body needs. Bởi vì nó đã cung cấp cho mình đủ tất cả những cái dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần rồi. To repair that telomerase. Để có thể sửa chữa lại cái telomerase của chúng ta. Along with eating this, cùng với việc ăn như thế này, you can eat other food which you are eating normally. Mình có thể ăn thêm những thức ăn mà bình thường mình hay ăn, đúng không ạ? That is rice. À, ví dụ mình vẫn có thể ăn được cơm. Or noodles. Mình vẫn có thể ăn được mì. Or fish. Mình có vẫn được ăn được cá. But every day. Nhưng mà mỗi ngày. You eat this much as a medicine. Ăn cái này trước, đúng không ạ? Ăn nhiều như là thuốc á. Along with this, you carry on eating what you eat now. Ăn cái này xong rồi bắt đầu ăn những cái gì thức ăn mà mình muốn là ăn sau, đúng không ạ? Nhưng ăn này trước. If you start doing today, nếu như bắt đầu ngày hôm nay, what will happen within the first 3 days? Vậy thì nếu như trong những ngày đầu thì sao? 72 giờ. Blood sugar and blood pressure will be under control. Thì đường huyết và huyết áp bắt đầu có thể kiểm soát được. What will happen within the first 2 months? 2 tháng đầu. Heart disease will be reversed. Những cái bệnh về tim mạch được đảo ngược. All kind of pain will be gone. Những cái đau sẽ biến mất. Including migraine and joint pain. Bao gồm đau khớp và đau nửa đầu. If you do it for 3 months. Và nếu như làm trong 3 tháng. Your skin will look younger. Thì da của chúng ta trông trẻ hơn. Erectile dysfunction will be cured. À, và cái tình trạng mà chữa được rối loạn cương dương.
Impotency and infertility will be cured. Và chúng ta cải thiện được cái tình trạng bất lực và cải thiện được khả năng sinh sản. One more interesting change will happen. Có một cái thứ mà nó sẽ xảy ra. Your body mass index. Cái gọi là chỉ số cơ thể của chúng ta. You understand body mass index? Các biết chị biết cách tính chỉ số BMI không? Body mass index means. Cái chỉ số trọng lượng cơ thể của chúng ta. Your weight in kg. Có nghĩa là chúng ta lấy cân nặng. Divided by. Chúng ta chia cho. Your height in meters. Chiều cao nhân bình phương. Into. Được không ạ? Height in meters you have to divide two times. À, được không ạ? Chúng ta lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Weight in kg. Nó ra. Height in meter. Ở dưới là kilogram, đúng không ạ? Ở dưới, trên dưới là mét. And height in meter again. À, xong rồi chia đúng như chia hai lần thì gọi là bình phương lên đó. This is called BMI. Thì nó là chỉ số BMI. Body mass index. Đúng không ạ? Chỉ số trọng cơ thể của chúng ta. And your body functions best. Thì cơ thể của chúng ta nó sẽ hoạt động được cái chức năng tốt của nó. Your fertility is highest. Vậy thì cái lúc này cái khả năng sinh sản của chúng ta nó cao. When the body mass is between 20 and 24. Khi mà bạn chia ra cái chỉ số đó và chỉ số nó nằm ở cái mức là nó ra là chỉ số là 20, giữa 20 và 24. By following this diet. Ăn theo cái chế độ như thế này. For 3 months. 3 tháng. Those who are fat. Những ai mà mập. That means those who are having BMI more than this. Có nghĩa là BMI trên 24. Their BMI will come here. Thì BMI sẽ thu gọn lại. And those who are thin. Ai mà quá gầy. Their BMI will also come here. Thì BMI sẽ lên. It will balance. À, nó bắt đầu cân bằng. So these are the interesting change we can expect in the first 3 months. À, đây là trong 3 tháng chúng ta áp dụng thì nó sẽ đạt được cái kết quả như vậy. Now I'll close it with a small challenge. Vậy thì thầy kết thúc của cái phần này với một cái thử thách. 3 months be young again challenge. Đó là thử thách 3 tháng tìm lại tuổi thanh xuân. Where you promise to follow these rules at least to some extent for next 3 months. À, và mình ăn theo những cái chế độ dinh dưỡng như thầy chia sẻ và sẽ cộng thêm những cái chuyên sâu nữa để các anh chị đạt được cái gọi là hành trình 3 tháng tìm lại tuổi xuân. After 3 months. Sau 3 tháng. How will know there is some improvement? Làm sao các anh chị biết rằng các anh chị đã gọi là trẻ lại, trẻ hóa lại? For that there is a lab test. Thì sẽ có một bài kiểm tra tên là lab test. Not that lab test you are thinking about. Không phải là lab cái gì mà bạn nghĩ ở trong đầu đâu. It's a different kind of lab test. Cái này là khác đúng không ạ? Looks. À, nó sẽ bắt đầu kiểm tra về ngoại hình các anh chị. How you look. Cái bề ngoài của các anh chị trông như thế nào? How your skin look. Da của các anh chị trông như thế nào? How your hair looks. Tóc các anh chị trông như nào? Those people who will meet you after 3 months. Những cái người mà 3 tháng trước á gặp they, các anh chị. They will clearly notice this change. Họ sẽ thấy được sự thay đổi 3 tháng sau. They will give you compliment. Họ sẽ khen các anh chị. You will look younger. Oh, sao dạo này trẻ thế? Energy level. À, tiếp theo là về năng lượng. How you feel? Cái năng lượng bạn cảm thấy nó thế nào? Are you feeling alert? Bạn thấy nó tỉnh thức, nó khỏe. Are you feeling energetic? Bạn cảm thấy đầy năng lượng. The answer will be yes. Câu trả lời yes. There will be no sickness. Không có bị bệnh. No dependence on medicine. Không cần phải phụ thuộc vào thuốc. You are young by body. Mình cơ thể của mình đang trẻ hóa. P of course is performance. Có nghĩa là những cái biểu hiện nó bên ngoài, những cái hành động. Performance in life. Có nghĩa là cái cách mà mình thể hiện trong cuộc sống. Performance in bed. Thì nó sẽ ngay cả cái chuyện mà quan hệ trên giường thì nó cũng tốt. Both will improve. À, nó kết hợp với nhau. To conclude. Chính vì vậy đưa đến kết luận. I'll give the final slide. Thầy đưa cái slide cuối cùng. Be young again. Tìm lại tuổi xuân. Be body clock. B ở đây là gì? Đồng hồ sinh học. Don't disturb it. Chúng ta đừng có mà exercise. Phá vỡ cái đồng hồ sinh học của chúng ta. Exercise tập luyện. PC muscle exercise. Nhớ nha, tập về tập cơ PC. For 6 minutes. À, mấy 6 phút. Aerobic exercise for half an hour. À, aerobic khoảng là nửa tiếng. Sunshine. Tắm nắng. Half an hour. Nửa tiếng. Laughter therapy. À, liệu pháp nụ cười đúng không ạ? Cười lên. For 6 minutes at least. Tối thiểu là 6 phút đúng không ạ? And telomerase enhancing diet. À, và chế độ ăn tăng cường telomerase. Will give the best result. Thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Now what we are doing? Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì? Is giving the worst result. À, nếu mà ngược lại thì nó sẽ như thế nào, làm cho lão hóa nhanh thì sao? We are becoming old quickly. Chúng ta sẽ lão hóa nhanh. With lot of worry. Nếu như chúng ta nhiều lo lắng. Overeating the food.
Nếu như chúng ta nấu ăn quá kỹ. When you heat the food. Khi mà mình nấu chín thức ăn. When you process the food. Khi mà mình chế biến thức ăn. And then when you eat the food. Sau đó mình ăn thức ăn vào. That destroys the telomerase length. Thì nó phá hủy cái telomerase của chúng ta. Restrain from sunshine. Nếu ít phơi nắng thì cũng sẽ khiến cho chúng ta lão hóa nhanh. In the car also we put the air conditioner on. Thường là mình hay bật cái điều hòa trong xe. We avoid sunlight. Mình tránh ánh nắng là đó là một trong những nguyên nhân. Sedentary lifestyle. Lười vận động. We don't move much. Chúng ta di chuyển không có nhiều. We don't exercise much. Chúng ta không tập thể dục. And time disturbance. Thứ hai là thời gian biểu bị gọi là rối loạn. No fixed time for eating. Có nghĩa là cứ lịch trình của mình nó không có đúng giờ. No fixed time for sleeping. Giờ ngủ không có đúng. And the result is. Và kết quả đó là. I call it worse. Nó gây ra những điều tồi tệ ha, chữ bắt đầu nó gây ra những tình trạng tồi tệ như vậy. What we do. Vậy thì những cái gì chúng ta làm. We become that. Thì chúng ta sẽ trở thành như vậy. Our body is very flexible. Cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta thay đổi thì nó cũng linh hoạt để thay đổi theo. With the hope. Và thầy hy vọng rằng. That you will follow a little bit of this. Và nếu các anh chị theo được như vậy. With the hope. Và thầy hy vọng rằng. You will give me opportunity to meet you again. Chúng ta sẽ có cơ hội được gặp nhau. I invite Julie on the stage. Và thầy muốn mời chị Nguyễn Hoàng Anh là viện trưởng viện nghiên cứu ứng dụng sức khỏe Bách Niên trường họ. To do the final conclusion. Và chị Hoàng Anh sẽ có một số đôi lời phát biểu trong ngày hôm nay. Thank you. Dạ xin cảm ơn. Thank you. Dạ xin mời chị Hoàng Anh. Dạ, mình sẽ hỏi thầy khúc sau ạ. Bây giờ là tới cái phần này ạ. Dạ, xin cảm ơn. Thank you Dr. B's group. Yeah, thank you for sharing. Cảm ơn thầy một tràng pháo tay cho những kiến thức rất là thú vị ạ. Dạ. Alo, alo. Dạ, cũng có một số những cái câu hỏi được đặt ra. Là xin hỏi viện trưởng là có thể chia sẻ sâu hơn về mục tiêu của chương trình Be Young Again được không ạ? Kính thưa các quý vị, thì khi mà chúng tôi chuẩn bị về vấn đề nội dung cũng như là chúng tôi mong muốn làm sao mà khi tất cả các học viên tham gia cái hành trình này, họ sẽ đạt được một trong những cái điều mà chúng tôi mong muốn như cái tiêu đề của chương trình đó là làm sao để tìm lại tuổi thanh xuân. Thì với một cái mục tiêu tổng thể như vậy thì chúng tôi có thể là chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn trải nghiệm, được huấn luyện. Giống như nãy giờ các anh chị đã thấy đó, các kiến thức mà thầy đưa ra cũng như là những cái nghiên cứu nó rất là rộng và kiến thức nó cũng rất là nhiều. Thì nếu mà chúng ta chỉ tiếp nhận kiến thức mà chúng ta không có những cái trải nghiệm cũng như những cái thực hành thì cái kiến thức đó nó thật sự chỉ là những cái thông tin để tham khảo. Thì trong cái bước thứ hai đó là chúng tôi mong muốn rằng là chúng ta sẽ có chương trình huấn luyện thực tế 2 ngày. Thì với mong muốn làm sao mà để cho chúng ta biến tất cả những cái kiến thức đó thành những cái thực tế, những cái trải nghiệm thì đó là một cái chương trình tiếp theo. Và cái mong muốn cuối cùng đó là tại vì tôi cũng tham gia rất nhiều chương trình đào tạo, những chương trình huấn luyện. Thì tôi thấy rõ ràng là khi mà các thành viên họ tham gia vào chương trình huấn luyện á, thì cái năng lượng của họ rất là cao. Nhưng mà sau khi quay trở về cuộc sống hàng ngày, trở lại với lịch bận rộn, trở lại với rất là nhiều áp lực, thì cái năng lượng nó bắt đầu nó giảm dần. Thì cái điều quan trọng của chúng tôi là cái đồng hành cùng học viên trong cái thời gian sau thì đó là một cái thách thức đó. Như nãy thầy Bi đã chia sẻ đó là 3 tháng thách thức. 3 tháng ở đây mình nói thách thức có nghĩa là chúng tôi sẽ cùng đồng hành với lại tất cả những thành viên đã tham gia để làm sao. Thứ nhất, chúng tôi có các chuyên gia huấn luyện. Ví dụ như các anh chị có thể thấy là đầu giờ chúng ta đã được bác sĩ Thanh Hải. Dạ, mời chị Thanh Hải đứng lên cho mọi người chiêm ngưỡng thêm một tí nữa. Bác sĩ Thanh Hải là một bác sĩ chuyên về, dạ cho chị Hải một tràng pháo tay, chuyên về vấn đề chăm sóc da. Thì nếu chúng ta có những cái vấn đề gì liên quan về da thì chúng tôi đã có những bác sĩ cùng đồng hành, hoặc là trong quá trình chúng ta thực hiện thì chúng ta có những cái vấn đề gì về vấn đề nội tiết, sinh sản. Nói chung là rất là nhiều những cái vấn đề nó phát sinh trong quá trình 3 tháng đó thì chúng ta sẽ có những cái chuyên gia, những vị bác sĩ. Giống như ngày hôm nay là các anh chị cũng thấy là có một số bác sĩ đến đây đồng hành. Và ngoài ra thì bên Ấn Độ thì thầy cũng có một cái đội ngũ bác sĩ. Thì tất cả những cái
vị bác sĩ đó họ sẽ cùng đồng hành với chúng tôi để làm sao giúp cho học viên của chúng tôi trong quá trình thực hiện 3 tháng thử thách này sẽ đạt được những cái kết quả cuối cùng như là chúng tôi mong muốn, đó là làm sao phải thật sự là tìm lại tuổi thanh xuân. Có bao nhiêu người sẽ sẵn sàng cùng đồng hành với chúng tôi ạ? Rất là cảm ơn các anh chị. Tại vì tôi chỉ thấy một điều rằng là chương trình đầu tiên, lớp học đầu tiên lúc nào cũng sẽ được một cái sự chăm sóc rất là đặc biệt. Bởi vì gần như là chúng tôi đã dồn hết năng lượng vào cho cái chương trình đầu tiên này. Bởi vì thật sự chia sẻ với các anh chị là thầy Bishwarup rất là bận. Thì trong năm vừa qua thì gần như là mỗi tháng thầy qua Việt Nam được một lần. Nhưng mà năm nay thì cái lịch của thầy thật sự cũng càng bận nhiều hơn. Bởi vì cái chương trình 72 giờ chia tay tiểu đường thì gần như là các nước bây giờ họ đều biết đến và họ mong muốn mời thầy qua để huấn luyện, hướng dẫn. Thì khi mà tôi nói rằng là tôi mong muốn làm cái chương trình này thì thầy nói rằng là thật sự là thầy cũng rất là căng thẳng bởi vì phải coi cái lịch của thầy như thế nào. Thì tôi nói là thôi, cố gắng giúp tôi làm một chương trình đầu tiên cho tất cả những người nào họ thật sự muốn thử thách, muốn thay đổi bản thân để đạt được cái điều đó. Còn tất cả những chương trình huấn luyện tiếp theo thì phải nói là chúng tôi cũng chưa biết cái thời gian sẽ triển khai tiếp như thế nào. Cho nên là nếu chúng ta quyết tâm tham gia một cái chương trình thử thách tìm lại tuổi xuân như thế này thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Cảm ơn viện trưởng. Vậy thì nếu mà tham gia vào hành trình Be Young Again thì các học viên sẽ đạt được những cái giá trị gì, bà có thể nói thêm về điều đó được không ạ? Giống như tôi chia sẻ hồi nãy thì cái mong muốn cuối cùng của chúng tôi thật sự là làm sao các học viên họ phải thay đổi từ bên trong cho đến bên ngoài. Ví dụ như bên trong là cái gì? Là những cái thay đổi nhiễm sắc thể như nãy thầy nói, là làm sao để chúng ta thật sự trẻ hóa. Thì chúng tôi có một cái bốn cái giai đoạn, bốn cái chu trình trong cái giai đoạn 3 tháng thử thách đó. Là thứ nhất là chúng ta sẽ được thanh lọc, thứ hai chúng ta sẽ tái tạo, thứ ba chúng ta hồi phục cơ thể, và cuối cùng là chúng ta sẽ hoàn tất cái quy trình làm sao để tìm lại tuổi thanh xuân đó. Và cái thay đổi ngoại hình, tại vì tôi thấy một trong những cái điều mà nó gọi là tạo cái năng lượng tích cực một cách nhanh nhất, đó là chúng ta thay đổi được những cái ngoại hình của chúng ta. Ví dụ như thay đổi từ kiểu tóc, thay đổi từ quần áo. Và trong cái 2 năm qua khi chúng tôi thực hiện cái chương trình 72 giờ khởi đầu chia tay tiểu đường thì hầu như tất cả các thành viên khi áp dụng cái chế độ này họ đều có một cái dáng rất là đẹp các anh chị. Thứ nhất, làn da cải thiện. Thứ hai, cái dáng rất là đẹp. Một cái điều khác biệt nữa là trong cái chương trình này, bởi vì chúng ta không hẳn là bệnh nhân mà chúng ta là những người thật sự mong muốn để tìm lại tuổi thanh xuân, thì chúng tôi có những chuyên gia huấn luyện về tâm lý, ví dụ như chị Lý Thụy Như Trúc. Chị Trúc có thể đứng lên cho mọi người thấy được không ạ? Dạ, tại hồi nãy chị Trúc cũng bận cho nên là đến trễ. Thì chúng tôi có những cái việc lần đầu tiên được làm. Ví dụ như các anh chị có bao giờ nghe nói tới việc là dùng nước để chữa bệnh chưa ạ? Dùng nước để chữa bệnh, healing water. Dạ, chị có nghe rồi. Thì những cái trải nghiệm này chỉ có trong chương trình này thì các anh chị sẽ được trải nghiệm. Bởi vì cái tiêu chuẩn chúng tôi tổ chức là ở một cái khu resort rất là tốt, có đầy đủ hết các phương tiện. Thì chúng tôi mong muốn là đưa hết tất cả những cái giá trị và những cái trải nghiệm, hoặc là giống như cái chuyện hồi nãy là thầy cười. Thật sự hồi nãy tôi cũng hơi bất ngờ là lần đầu tiên tôi thấy thầy thay đổi trạng thái như vậy. Tại vì hồi trước giờ bao nhiêu học viên của Mimimo đã thấy là thầy rất là nghiêm, gọi là nghiêm nè, đạo mạo nè. Nhưng mà hồi nãy thầy cười là tôi thật sự là cũng rất là bất ngờ. Thì trong chương trình đó thì chúng tôi đều đưa tất cả những cái giá trị cho học viên để họ thay đổi. Bởi vì có nhiều người chia sẻ với tôi là lâu lắm rồi họ không được cười. Lâu lắm rồi họ không biết cảm giác cười là gì, bởi vì quá nhiều thứ lo lắng. Thì tất cả những cái giá trị đó chúng tôi sẽ có các cái hướng dẫn, các chuyên viên. Hoặc là thậm chí như các anh chị thấy là để chế biến một cái bữa ăn như thầy nói đó, thật sự không đơn giản ạ. Không đơn giản, mình thấy như vậy nhưng khi mình quay trở về cuộc sống hàng ngày nó sẽ không đơn giản. Thì chúng tôi có những cái cách để hướng dẫn làm sao mà trong một cái thời gian, ví dụ như bản thân tôi, một ngày tôi làm việc khoảng 18 cho đến gần 20 tiếng nhưng mà tôi vẫn duy trì được tất cả những cái chế độ ăn đó bằng những cái cách rất là đơn giản. Thì phải có những người hướng dẫn, phải có những người giúp mình để cho mình trở thành một cái thói quen thì nó mới giúp mình vượt qua được cái gọi là thử thách này một cách đơn giản nhất và đạt được cái kết quả cuối cùng. Có được không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Chắc là tôi sẽ chia sẻ một chút như vậy thì cái thời gian nó cũng hạn chế cho nên là
cái phần còn lại cuối cùng thì thôi để nhường lại cho Nhung. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị cũng như là nghe Nhung sẽ chia sẻ tiếp. Cảm ơn bác sĩ Thanh Hải, bác sĩ Cường cũng như là tất cả các vị bác sĩ đã đến đây ngày hôm nay để chia sẻ cùng với chúng tôi cái thông tin này. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Hoàng Anh. Cảm ơn chị Hoàng Anh đã ý tưởng và mong muốn đem về một cái chương trình rất là tuyệt vời giúp cho chúng ta quay trở lại tuổi thanh xuân. Vậy thì Nhung chỉ chia sẻ ngắn với các anh chị là chương trình này gồm có những cái liệu trình như thế nào và trong chương trình như thế nào để làm sao tất cả chúng ta ngày hôm nay có cơ hội được đến và tham gia cái hành trình cùng với thầy và đội ngũ vào ngày 15-16 tháng 4 năm 2017. Và đây là hành trình đầu tiên rất tuyệt vời và đem rất là nhiều công sức và chất xám và mong muốn mọi người có được một cái kết quả tốt trong hành trình này. Trong cái hành trình này chúng ta sẽ được huấn luyện trực tiếp bởi tiến sĩ y khoa kỷ lục gia thế giới bác sĩ Biswarup Roy Chowdhury. Sẽ có rất nhiều bài tập, sẽ có lần này đi hành trình là sẽ có nhiều bài tập thực hành hơn, sẽ có nhiều kiến thức và chúng ta sẽ áp dụng ngay ở trong cái hành trình này. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bách Nương Trưởng Thọ Rix, bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, chuyên gia NLP tâm lý trị liệu Mike Koch, Lý Thụy Như Trúc. Và trong chương trình này của chúng ta, hai ngày là Be Young Again Camp. Chúng ta sẽ đi một cái hành trình 2 ngày tìm lại tuổi xuân. Tiếp sau 2 ngày hành trình tìm lại tuổi xuân là 4 chu trình 21 ngày Be Young Again thử thách. Được không ạ? Và mỗi chu trình là 21 ngày, chúng ta làm liên tục trong vòng 4 chu trình để chúng ta đạt được điều gì? Thanh lọc cơ thể, hồi phục, tái tạo và tổng hợp để đạt được cái cơ thể, cái trọng lượng và đạt được cái vẻ ngoài giống như năng lượng mà mình mong muốn. Và nó đến một cái hành trình là Be Young Again Lifestyle để khi mà sau kết thúc 3 tháng thì lúc này nó trở thành phong cách sống của mình. Được không ạ? Mình trẻ hóa. Vậy thì đối với ngày 2 ngày huấn luyện trực tiếp Be Young Again thứ Bảy, Chủ nhật 15-16 tháng 4 năm 2017 thì bao gồm 5 trong 1, đó là sự kết hợp của dinh dưỡng. Chúng ta sẽ ăn theo chế độ thể chất, sẽ có những bài luyện tập về thể chất, tâm lý và sẽ có những cái bài thay đổi từ bên trong, sinh lý và tinh thần, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt trong chương trình này có sẽ những cái điều mà bạn chưa thể nghĩ ra hoặc bạn không thể tưởng tượng được, đó là chúng tôi sẽ có những cái bí quyết, 10 bí quyết Ayurveda cổ đại giúp trẻ hóa toàn diện và tăng khả năng sinh lý. Là vào trong cái camp, vào trong hành trình thì chúng ta sẽ biết được nó là như thế nào. Cập nhật các kiến thức mới giúp tăng khả năng sinh lý, đúng không ạ? Bởi vì trẻ hóa cơ thể và sinh lý của chúng ta tốt hơn. Giải thích chuyên sâu về các vấn đề trong quá trình quan hệ giúp là gìn giữ hạnh phúc gia đình. Và huấn luyện tâm lý giúp bạn tự tin hạnh phúc, sống trọn vẹn hơn. Trải nghiệm chữa lành bằng nước. Và đây là cái phần trải nghiệm hiện đại cực kỳ tuyệt vời. Và sự kết hợp của rất là nhiều những cái kiến thức và y khoa hiện nay. Và chúng ta sẽ có chương trình, chúng ta sẽ được tổ chức ở Forever Green Resort. Được không ạ? Và khóa huấn luyện trực tiếp Be Young Again Camp có mức giá là 12 triệu 9. Và nếu như đăng ký trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được ưu đãi. Không phải là 12 triệu 9 mà chúng ta sẽ được là 8 triệu 9 nếu chúng ta đăng ký một người. Nên couple chúng tôi khuyến khích vợ chồng cùng đi. 14 triệu 9 nếu như là vợ chồng, người thân hay là những người nào đó, couple đang còn hẹn hò hay là như thế nào đó mà muốn đi. Hoặc ai đó có nhu cầu rủ một người nào đó đi cùng thì có thể tham gia vào hành trình này để thực hành, đúng không ạ? Và quà tặng trong Be Young Again thì chúng tôi có nhật ký tìm lại tuổi xuân, thước đo và những cái thiết bị để làm sao các anh chị học trong cái quá trình, các anh chị ứng dụng để thực hành trong quá trình học, đồng phục. Và đặc biệt là sẽ có một cái gift box, có một cái hộp, những cái bí mật của Ayurveda là những cái sản phẩm làm sao để giúp cho các anh chị thể chất và tinh thần trở nên tốt hơn thông qua cái hộp quà tặng này. Nó rất là tuyệt vời. Nó phụ trợ thêm cho rất là nhiều
về cơ thể và sinh lý và tinh thần. Và đặc biệt 3 tháng huấn luyện chuyên sâu Be Young Again, thì trong 3 tháng sau hành trình sẽ có 3 tháng chuyên sâu tư vấn online, offline chuyên đề chu trình trẻ hóa và cải thiện chức năng sinh lý, làm sao chúng ta có thể cảm giác được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái công cụ để chúng ta test sau 3 tháng hành trình. Tài liệu view clip offline, chúng ta sẽ gia nhập cái cộng đồng của viện, sau này hướng tới là cái cộng đồng bách niên trường thọ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sống lâu và chúng ta sẽ trẻ hóa. Khóa huấn luyện chuyên sâu Be Young Again Challenge thì có mức giá là 9.600.000 đồng 3 tháng. Và nếu như các anh chị đi 3 ngày, đi 2 ngày 1 đêm cộng thêm hành trình Be Young Again thách thức 3 tháng thì các anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn cái lifestyle của các anh chị. Nếu như ngày hôm nay các anh chị Be Young Again có mức phí là 12.900.000, Be Young Again Challenge mức phí 3 tháng hành trình là 9.600.000, tổng combo là 22.500.000. Và nếu như đăng ký trong ngày hôm nay, các anh chị sẽ được hưởng mức phí là thay vì 22.500.000 thì ngày hôm nay các anh chị sẽ hưởng mức phí là 14.900.000 trong chu trình 3 tháng để thay đổi lifestyle. Và chúng tôi đã có 20 người đăng ký rồi, và nếu như chúng tôi chỉ còn 30 suất, các anh chị đăng ký nhanh trong ngày hôm nay để được mức ưu đãi này. Và chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng chúng ta sẽ là những người trẻ đẹp, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ tìm lại tuổi xuân. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình chúng ta đến đây là kết thúc. Các anh chị có thể đăng ký ở phía dưới để được hưởng mức ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Có thể đặt cọc trước để tham gia đăng ký trong chương trình.